Mạc Thế bắt đầu cải tạo xe thiết giáp, hãy like, comment và đăng ký kênh ủng hộ mình để kênh đừng bay màu nhé. Chương 481, Súng ống thể nghiệm quán hiện trạng Không có so sánh liền vô dụng thương tổn, 2, 3, Súng ống thể nghiệm quán chỗ, so sánh Giang Thành tình huống bên kia, bên này thế cục, có thể nói là một cái trên trời nhất cá dưới đất, ở liễu Vũ Khanh bốn người cùng với Giang Thành giải quyết xong 10 đầu hộ cấp bạch tuột trở lại cấp 5 xe thiết giáp bên trên nghỉ ngơi. Đem còn lại những thứ kia hổ cấp trở xuống đánh tới biến dị sinh vật biển giao cho Gia Viết đối phó lúc chu lập thế lực một vạn đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ, cùng với rất nhiều đời thứ nhất xương vỏ ngoài chiến sĩ, đang ở chật vật đối phó hướng bọn họ không ngừng đến gần 13 đầu hổ cấp biến dị sinh vật biển, mà sở dĩ nói một cái trên trời nhất cá dưới đất. Là bởi vì, nơi đây mỗi thời mỗi khắc, Đều có người chết ở bạch tuột xuất tu phía dưới, thậm chí có thể nói, cái kia khổng lồ bạch tuột mỗi một lần công kích, đều không có thất bại quá. Đều chỉ ít mang đi vài điều sinh mệnh, vì sao? Tại sao biết cái này mạnh mẽ? Phổ thông viên đạn liền da dẻ đều không phá nổi, vậy làm sao đánh? Trên tường rào, đường phi nhìn lấy người xuyên đời thứ hai xương vỏ ngoài trang giáp chiến sĩ. Đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt cái kia 13 đầu khổng lồ bạch tuột, lại vẹn vẹn bị chút tổn thương, chặt đứt mấy cây xúc tua, có chút tuyệt vọng nói, những thứ kia trình độ uy hiếp dù sao đều đạt tới hộ cấp, nếu như dễ đối phó như vậy, cũng sẽ không là hộ cấp, quý văn ngược lại là nhìn thoáng được một ít, nhưng biểu tình nhưng cũng khó nén ngưng trọng. Nói không khoa trương chút nào, cái này 13 đầu, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó được, nếu như chỉ có như vậy vài đầu, bằng vào bọn họ nhiều người ưu thế, ngược lại là có thể đem bọn họ gắn gượng mài từ từ đến chết, nhưng này xuống tới 13 đầu, không chỉ có phân tán bọn họ lực lượng, càng là cũng có đặc biệt năng lực, khiến cho bọn hắn nhân viên chiến đấu. Thời thời khắc khắc đều ở đây tử vong, cứ kéo dài tình huống như thế, có thể tưởng tượng, nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, không được bao lâu, bọn họ liền triệt để mất đi sức chống cự, may mắn. Mục đích của bọn họ cũng không phải là đem các loại hổ cấp tiêu diệt, mà là ngăn chặn, chỉ cần kéo dài tới đám kia thần bí cường đại xe thiết giáp đội giải quyết rồi cái kia mười đầu hổ cấp là được rồi nghĩ tới đây quý văn ánh mắt theo bản năng rơi về phía xe thiết giáp đội vị trí sau đó ngay ra như phỏng cái cái gì tình huống bạch tuột đâu cái kia mười đầu hơn một trăm thước hổ cấp bạch tuột đâu không phải chính ở bên kia sao mới qua năm phút đồng hồ nhiều một chút không có khả năng đi quá xa Đường phi đương nhiên nói, sau đó ánh mắt cũng nhìn sang, lại phát hiện, bên kia nào còn có cái kia mười đầu hổ cấp bạch tuột thân ảnh, làm sao có khả năng. Không có lý do à, hơn một trăm mét, gần hai trăm mét đâu, coi như không trần ống nhòm, ống nhắm, cũng có thể rất nhẹ nhàng chứng kiến mới đúng, nói, đường phi không tin tạ, thay đổi nòng súng, đem ống nhắm nhắm ngay xe thiết giáp đội vị trí. Cái này, cái này, cái này không nhìn còn khá cái này nhìn một cái, trực tiếp là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào bên kia, nói không ra lời, chuyện gì xảy ra, lúc này, đang ở ngắm bắn hổ cấp bạch tuột ánh mắt chu lập, cũng phát hiện bên này dị thường, nghi ngờ nhìn lại, lập ca, tập kích xe thiết giáp đội 10 đầu hổ cấp, không thấy, quý văn chỉ chỉ đoàn xe vị trí. Chu lập liếc nhìn, trong lòng nhất thời nhảy, lúc này mới 5 phút đồng hồ nhiều một chút, cái kia 10 đầu hổ cấp thực sự tiêu thất lúc này nhìn nửa đường phi phản ứng chu lập phản phất liên nghĩ tới chuyện bất khả tư nghị gì không thể tin được nói chẳng lẽ đã bị nhóm người kia cho dết sạch rồi toàn bộ chết hết tất cả đều bị dết sạch rồi hơn nữa rất nhiều còn bị cắt thành hai nửa. nghe được thanh âm của hắn đường phi cũng rốt cuộc phản ứng qua đây nhưng trên mặt hải nhiên thần sắc vẫn không có thối lui chiếm được xác nhận mặc dù không tin nữa cũng phải tin mới, chỉ có, 5 phút đồng hồ, mà tin tưởng phía sau, quý văn cùng chu lập kinh ngạc phản phất trong miệng có thể tắt hạ ba cái trứng gà. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, 10 đầu gần 200 mét hổ cấp bạch tuộc toàn diệt. Đây là khái niệm gì, có thể nói miễu sát A, à, đương nhiên, bọn họ nếu như biết, Giang Thành giải quyết cái kia 6 con hổ cấp, liền một phút đồng hồ đều vô dụng đến, có thể nói hai chữ, tuyệt đối sẽ trừ đi, nhưng cái này cũng rất kinh người, dù sao không có so sánh liền vô dụng thương tổn nha trái lại bọn họ bên này giao chiến lâu như vậy một đầu không giết chết không nói còn tử vong đại lượng chiến sĩ quả thực hoàn toàn không thể so sánh a à, quá mạnh mẽ người này quả thực càng siêu nhân giống nhau a à. mặc dù không có chứng kiến bọn họ là làm sao làm được nhưng tuyệt đối phái ra cùng cái kia tứ nữ giống nhau thậm chí còn muốn mạnh hơn người đồng thời số lượng còn không phải số ít, quý văn liên tiếp thở dài nói, hống, bất quá. Hiện tại có thể không có thời gian cho bọn hắn tháng phục, đang lúc bọn hắn mấy cái xác định bên kia hổ cấp đã bị tiêu diệt phía sau, bọn họ bên này 13 đầu hổ cấp, dường như cũng đi qua phương thức gì, cảm giác được điểm này, từng cái nhất thời tất cả đều cuồng táo đứng lên, không không, trong đó một đầu, trong miệng có thể phun ra nọc độc, xúc tu tim bộ phận càng có thể phóng ra độc thứ rít gào gian, lại cáo kỉnh hướng chu vi điên cuồng phun ra ra từng cổ một nọc độc, tám cái xúc tua cũng đồng thời nứt ra, không khác biệt bắn ra từng cây một dài hơn nửa mét độc thứ, không tốt. Những thứ này hổ cấp bạch tuột điên rồi. Đại gia mau bỏ đi, trên chiến trường, bị vây trên tường chiến đấu thành viên, lợi dụng súng máy cùng cơ pháo tháp che giấu đời thứ hai bọc thép chiến sĩ. Nhìn thấy trước mắt hổ cấp bắt đầu không khác biệt công kích một màn, vội vàng móc ra bộ đàm, hướng hắn chỗ ở ngàn người tiểu đội, la lên: "Mã Đức, chuyện gì xảy ra?" Thậm chí ngay cả chính bọn chúng người cũng không thả quá, đúng là điên, "A à a, à, đi mau." Độc thứ. Khắp nơi đều là độc thứ. Cẩn thận nọc độc, độc của nó, trên người ta văng đến nọc độc, độc. "Cứu ta." "Cứu ta a." À. Cầm Lâm Nương. "Lão tử liều mạng với các ngươi, phốc 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 một." trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, gọi ầm ỉ vang lên một mảnh, từng cái bản quay chung quanh hổ cấp bạch tù công kích tới đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ, tất cả đều đem tốc độ kéo căng, hướng bốn phía bỏ chạy, có thể mặc dù như vậy, như trước có rất nhiều chậm một bước. Hoặc là bị độc thứ xuyên thấu thân thể, hoặc là bị nọc độc văng đến trên người mà so sánh bọn họ, một ít tâm lý tố chất không quá quan, thì càng thảm, hoảng loạn gian, lại một đầu va vào biến dị sinh vật biển trong đám, trong sát na, đã bị tất cả chừng mười thước cua, tiểu bạch tuột, hải tinh cho phân thực sạch sẽ. Thậm chí còn có hoảng hốt chạy bừa gian, lại chạy về phía cái kia khổng lồ bạch tuột phương hướng. Kết quả kia, liền không cần nói nhiều, khổng lồ bạch tuột xúc tu tim bộ phận nứt ra một tấm miệng lớn, trực tiếp liền người mang đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép một ngụm nuốt xuống, có ca có két, sau đó truyền ra một trận nhắm nuốt thanh âm cái kia xương vỏ ngoài bọc thép biến thành một đống sắt vùng, bị phun ra. Con người, đã trở thành khẩu phần của nó. Hống, đương nhiên, như vậy một màn, không chỉ có phát sinh ở bên này, cái khác 12 chỗ, cũng lặp đi lặp lại một. Chương 482, vì sao đám kia thế lực giải quyết xong 10 đầu hộ cấp, đến bây giờ cũng còn không phải tới giúp chúng ta, ba, ba, rầm rập, mặt khác 12 chỗ bên trong một chỗ, một đầu hổ cấp bạch tuột xúc tua có thể bắn ra từng viên như lựu đạn một dạng quả cầu thịt những thịt kia cầu không lớn đường kính cũng liền mấy chục cm dáng vẻ nhưng sau khi hạ xuống lại trực tiếp muốn nổ tung lên không chỉ có đem chu vi biến dị sinh vật biển cho nổ chết càng đem những đời thứ hai đó xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ nổ thành thịt băm đồng thời có quả cầu thịt trung còn có ăn mòn dịch thể cùng nọc độc chợt nổ tung phía sau cắn nuốt phụ cận biến dị bạch tuột cùng đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ phía sau, ăn mòn dịch thể cùng nọc độc trực tiếp bắn tung tóe hướng về phía bốn phía. Làm cho một ít may mắn tránh được nổ tung chiến sĩ, lại không tránh được những thứ này ăn mòn dịch thể cùng nọc độc, cuối cùng chết ở loại chất lỏng này phía dưới, trừ cái đó ra, những địa phương khác, cũng chết tổn thương thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết gọi ầm ĩ nối thành một mảnh, điều này sẽ đưa đến, tham dự đối phó cái này 13 đầu hộ cấp bạch tuộc chiến sĩ hầu như ở trong khoảnh khắc, liền tử thương hơn phân nửa, còn lại, cũng là chạy trốn trốn chết, bị thương thụ thương, có thể nói, cái kia một vạn đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ, hiện tại xem như là triệt để mất đi hiệu dụng. Làm cho cái kia 13 đầu phát điên hộ cấp, lại cũng không có bất kỳ chướng ngại nào, tru diệt đại bộ phận đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ phía sau. Trực tiếp buông tha tiếp tục truy kích, trực tiếp hướng trụ sở của bọn họ đánh tới tuy là bọn họ lâm vào trạng thái điên cuồng, nhưng nơi nào thức ăn nhiều, nơi nào thiếu, vẫn là phân rõ, tại sao có thể như vậy, trên tường rào, nhìn lấy hầu như tại chuyển thúng trong lúc đó, liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong cục diện, chu lập bao quát với hắn kề vai chiến đấu bằng hữu đường phi quý văn. Toàn bộ đều trợn tròn mắt, nhưng 13 đầu hộ cấp, cũng sẽ không bởi vì bọn họ ngớ ngẩn, mà đình chỉ công kích, bọn họ tốc độ so sánh còn lại biến dị sinh vật biển, quả là nhanh bên trên không chỉ một sao nửa điểm, mấy cây số khoảng cách, rất nhanh, liền nhào tới trước mặt, sau đó không có ngừng dưới, trực tiếp huy động suốt tua, liền đập về phía bọn họ tường vây. Lập ca Trốn A Chạy mau A Căn cứ không thủ được Cái này 13 đầu hổ cấp, không phải chúng ta có thể đối phó A Mi, trên tường rào, một tiểu đệ vuốt chu lập mặt, làm cho hắn thanh tỉnh lại. Hãy nhìn đến cục diện trước mắt lại lần nữa tuyệt vọng, không phải ngăn chặn thì tốt rồi sao? Vì sao? Vì sao? Đám kia thế lực giải quyết xong 10 đầu hổ cấp, đến bây giờ cũng còn không phải tới giúp chúng ta. Đúng vậy, vì sao nhóm người kia giải quyết xong cái kia 10 đầu, liền lại cũng không có động tĩnh? Vì sao, đường phi tuyệt vọng trong ánh mắt, hiện đầy tơ máu, nhìn về phía xe thiết giáp đội phương hướng, lại phát hiện nơi đó ngoại trừ mỗi chiếc xe tăng xe thiết giáp vẫn ở chỗ cũ tiêu diệt ý đồ tới gần bọn họ biến dị sinh vật biển bên ngoài, một chút động tĩnh cũng không có. Quý văn kính mắt, không biết tại cái gì thời gian hiện đầy vết trạng, dáng dấp có chút chật vật, nghe được lời của bọn họ, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ, đám kia thế lực, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là đi ngang qua, cũng không định cứu chúng ta, bọn họ nghĩ như vậy, liền chợt phát hiện, bọn họ sai rồi, bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, người này không phải là quan phương cũng không phải sông dài thành phố thế lực khác, liền càng không thể nào là tới cứu bọn họ. sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, bọn họ quyết định phương án đã sai lầm rồi, hơn nữa sai rất là thái quá. bọn họ tuyển trạch ngăn chặn những thứ này hỗ cấp bạch tuộc, tốt cho đám kia thế lực tranh thủ thời gian, lại căn bản không có nghĩ tới, một phần vạn người này thật không xuất thủ không phải cứu bọn họ nên làm cái gì bây giờ, trốn. Chỉ có chạy trốn, quý văn đẩy một cái kính mắt, hiện nay muốn sống, chỉ có cái này một cái biện pháp. Buông tha căn cứ, một mình chạy trối chết, không có khả năng. Chúng ta chạy trốn, trong trụ sở những thứ kia người sống sót làm sao bây giờ? Đây chính là hơn 30 vạn người sống sót a, à, nhưng mà hắn phương án này mới nói ra. Liền bị chu lập cực lực phản đối, mặt nhật dưới, tuy là bọn họ làm rất nhiều hỏng việc, nhưng hắn thấy, cái kia cũng là vì sinh tồn, bất đắc dĩ mà làm, vì vậy, trong nội tâm thủy chung đều giữ lại một tia lương tâm, bây giờ, đại thế đã mất, căn cứ gặp phải 13 đầu hổ cấp bạch tuột tập kích, tất nhiên hủy diệt tuyệt vọng cục diện. Hắn nhưng phải bỏ những thứ này tin tưởng hắn người sống sót chính mình trốn. Hắn tự biết, cái kia một tia lương tâm làm khó dễ, hắn không thể cứ như vậy một mình chạy trốn, lập ca những người may mắn còn sống sót trốn ở dưới đất bãi bắn bia trung, rất an toàn, yên tâm đi. Lúc này, đường phi cũng phản ứng lại, cũng theo khuyên bảo nổi lên chu lập, chỉ là, hắn lời này, liền chính mình cũng không thể tin được, những thứ kia người sống sót là trốn ở dưới đất bãi bắn bia trung. Đồng thời cái kia bãi bắn bia phân tuyên nhiều tầng, kéo dài xuống phía dưới hơn 100 mét. Có thể địch nhân của bọn họ là cái gì? Đều là một đám biến dị sinh vật biển A, Bên trong còn có 13 đầu kinh khủng hổ cấp bạch tuộc, có vật gì có thể tránh được bọn họ sưu tập cùng tìm kiếm, nếu quả thật có thể tránh thoát bọn họ, vậy những thứ này biến dị sinh vật biển cũng sẽ không như vậy đại quy mô tập kích bọn họ căn cứ 70. Nhưng bây giờ phi thường thời khắc, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này lời nói dối có thiện ý, nhưng mà, hắn đều biết, Chu Lập lại làm sao có thể không biết, chỉ là hắn ở nghe nói như thế phía sau trong lòng phản phất tìm được rồi một tia thoải mái, sinh ra chút lòng chờ mong vào vận may, cuối cùng thuyết phục chính mình. Theo chân bọn họ cùng rời đi, cấp 5 xe thiết giáp bên trên, còn tưởng rằng là tên hán tử đâu, không nghĩ tới, cũng là cái này dạng, trong phòng họp, liễu vũ khanh cầm một chai thủy, nhìn lấy đại hình ảnh trên màn ảnh, lắc đầu, có chút thất vọng nói dịp linh tiên cùng với nàng quan điểm bất đồng, kỳ thực vậy cũng là người thường tình, dù sao mặt nhật nha hắn có thể làm được cái này dạng đã rất tốt lại đối so với hỗn hắc thế lực hành vi vậy càng là một cái trên trời nhất cá dưới đất xác thực hỗn hắc thế lực sở tác sở vi quả thực làm người ta làm nhìn nửa hàng này thế lực không chỉ có bảo vệ những người may mắn còn sống sót này an toàn còn để cho bọn họ có ăn có ở rất tốt triệu chỉ nhu cũng nói theo bất quá hắn còn là lựa chọn từ bỏ chống lại trực tiếp chạy trối chết tống phi tuyết cũng là lắc đầu Bất quá cái nhìn của nàng cùng dịp linh tiên bất đồng, nếu như người này cũng không có nghĩ lấy chúng ta biết cứu bọn họ, bằng vào thực lực của bọn họ 5.5, vẫn có một chút hy vọng sống, dù cho hiện tại, cũng là có thể một chút chống cự, xác thực, 13 đầu hộ cấp tuy là đáng sợ, nhưng bọn hắn chiến đấu thành viên cũng không ít. Vũ khí trải qua bọn họ cải trang cũng rất hoàn hảo, xe máy bay không người quay chụp, trong căn cứ còn có rất nhiều xe tăng xe thiết giáp còn không có xuất động. Liễu Vũ Khanh gật đầu, lãnh tĩnh phân tích nói, phi cơ trực thăng võ trang cũng có hơn 50 cái, không nói khác, dù cho mặt trên trang bị đầy đủ thuốc nổ, dùng tự sát thức công kích, cũng có thể giết chết những thứ này hổ cấp tra ngư A. À. Các ngươi đây đều là lệch lý tính phân tích, Diệp Linh Tiên nghe xong, xua tay một cái, kỳ thực làm cái kia 13 đầu hổ cấp lâm vào trạng thái điên cuồng, đem cái kia một vạn đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ tàn sát quân lính tan rã lúc bọn họ liền trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu. Những thứ kia hộ cấp bạch tuộc cũng ở trong lòng bọn họ hình thành không thể chiến thắng ấn tượng. Để cho bọn họ rơi vào tuyệt vọng, bằng không cũng sẽ không là như vậy kết cục. Chương 483, bị lộ ra thì thế nào? Gây nên thế giới chú ý thì thế nào? Một, ba, Giang Thành, chúng ta có muốn hay không giúp bọn hắn một chút? Các nàng thảo luận, chung quy chỉ là thảo luận, súng ống thể nghiệm quán hiện tại lòng người tan rã, trừ phi bọn họ xuất thủ, không phải vậy chỉ có hủy diệt, hóa thành biến dị sinh vật biển khẩu phần lương thực cái này một loại kết cục. Còn như trốn, cái kia căn bản là không tồn tại, đừng nói mấy trăm ngàn người sống sót, chính là cái kia chu lập cũng không thể chạy thoát, nếu như bọn họ đối mặt, không phải 13 đầu hổ cấp biến dị sinh vật biển, mà là 13 đầu hổ cấp zombie, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, cũng không có nhiều như vậy nếu như cái này 13 đầu hổ cấp bạch tuộc mỗi người đều không phải là hiền lành. Hơn nữa bây giờ còn rơi vào trong điên cuồng, không nói khác, chỉ bằng mượn chúng nó cái kia gần 200 mét cao độ, liền không khả năng làm cho phi cơ trực thăng thành công cất cánh. huống hồ bọn họ còn có dài mấy chục mét suốt tua, cùng với rất nhiều viễn trình thủ đoạn công kích, để bọn họ càng không có cơ hội ở bọn họ dưới mí mắt bay đi, đương nhiên, sống chết của bọn họ. Liễu Vũ Khanh các nàng cũng không quan tâm, các nàng quan tâm là cái kia trốn ở dưới đất bãi bắn bia bên trong hơn 30 vạn người sống sót, các nàng không phải động vật máu lạnh, cũng là có cảm tình, bây giờ mạc nhật, nhân loại hầu như đình chỉ sinh sôi nảy nở, mà zombie biến dị sinh vật biển chờ, các loại, uy hiếp, lại thời khắc ở không chính làm cho nhân loại số lượng giảm bớt. Các nàng có thể không muốn nhìn thấy, một ngày kia trên thế giới này, chỉ còn lại mấy người các nàng người, tuy là như vậy khả năng rất nhỏ, đồng thời khoảng cách các nàng cũng phi thường xa xôi nhưng trong lòng trung cũng phi thường không muốn nhìn thấy nhiều người như vậy sẽ chết ở trước mặt các nàng hơn nữa còn là ở các nàng có năng lực cứu những người này dưới tình huống mà không đi cứu lúc đó làm cho lương tâm của các nàng làm khó dễ về sau trong lòng cũng tất nhiên sẽ lưu lại một đạo vĩnh viễn không bước qua được cam các nàng không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy không vì cái gì khác dù cho chỉ vì không làm thất vọng lương tâm của mình cũng muốn làm chút cái gì đối với lần này gian thành đồng dạng là muốn như vậy tuy là hắn là xuyên việc tới với cái thế giới này không có tình cảm gì nhưng người đều là giống nhau có một lời nhiệt huyết cũng không phải động vật máu lạnh đương nhiên lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ mà nếu phải ra tay cái kia tự nhiên muốn kiếm điểm chỗ tốt rồi lập tức nhìn lấy màn hình lớn hắn cười nói có muốn hay không ban, không quyết định bởi chúng ta. Mà là quyết định bởi với quan phương, nói, trực tiếp phân phó nói, Gia Viết, mở ra thư từ qua lại thiết bị A, được rồi, tiên sinh, Gia Viết bằng lòng một tiếng, lập tức thao tác, đem cấp 5 xe thiết giáp hệ thống truyền tin cắt đến rồi mở ra trạng thái, kể từ đó, nếu có người muốn nếm thử liên hệ bọn họ, có thể tìm thấy được thuộc về truyền tin của bọn họ tần đoạn. Tiến hành truyền tin, Gia Viết, lại hồi báo một chút gia viên đảo tình huống bên kia a à, thành móc ra bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc, dựa vào sofa lần nữa phân phó nói, lúc trước, ở tứ nữ đối phó cái kia bốn đầu hổ cấp bạch tuột lúc, gia viết cũng đã thừa dịp thời gian này, hướng hắn hồi báo gia viên đảo tình huống, bất quá hắn cũng không có không quá để ý, bị lộ ra thì thế nào? Đưa tới thế giới quan tâm thì thế nào? Mà muốn đánh hắn chủ ý? Cứ việc tới thử xem đến lúc đó hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là quả đấm của người nào càng lớn ai hơn có đạo lý còn như đạo đức bắt cóc gì gì đó vậy càng là cười mà qua không có để ở trong lòng nói đùa hiện tại nhưng là mạc nhật còn muốn chơi đạo đức bắt cóc một ngón kia có thể quá ngây thơ rồi nói không khoa trương chút nào ngày hôm nay dám đạo đức bắt cóc hắn ngày mai hắn liền dám để cho đối phương nhìn chân chính không có đạo đức hắn, biết là hình dáng gì, thậm chí không cần ngày mai, sau một khắc là có thể làm cho đối phương kiến thức một chút, câu nói kia Giang Thành đã cảm thấy nói rất đúng, chỉ cần không có đạo đức, sẽ không có đạo đức bắt cóc vừa nói, gia viên đảo bên kia tình huống, nhưng những thứ này, tứ nữ lại còn không biết. Nghe xong hắn mà nói, trực tiếp vẻ mặt mơ hồ, nhưng nàng thông minh nhóm, nghĩ lại trong lúc đó, nhưng cũng minh bạch rồi một ít gì, hơn nữa hồi tưởng lại, muốn quyết hồi báo trận kia hội nghị trung nói tới quan sát quyền, cái gọi là quan sát quyền nha, dĩ nhiên chính là quan sát quyền lợi, mà dạng gì quan sát quyền, có thể gây nên nhiều như vậy quốc gia nguyện ý trả giá trân quý tài nguyên. Tới thu hoạch Hiển nhiên chính là bọn họ chỗ ở cái này sông dài thành phố tình huống, biến dị sinh vật biển, mặc dù bây giờ đã chính thức chứng thực thật tồn tại, đồng thời đã xuất hiện, vẫn còn ở tập kích sông dài thành phố, cái kia quan sát bọn họ dĩ nhiên chính là đáng quý cơ hội dù sao đây chính là lần đầu xuất hiện đâu cái kia mang tới lượng tin tức không thể bảo là không phải cự đại đây đối với những quốc gia kia mà nói không thể nghi ngờ cũng là thu được trực tiếp tình báo tương quan tốt cơ hội vì vậy bọn họ lại làm sao lại bỏ qua có thể cứ như vậy liền lại có một vấn đề xuất hiện đang ở sông dài thành phố các nàng đồng thời biểu hiện còn kinh người như vậy các nàng biết sẽ không khiến cho những người đó chú ý có thể hay không cũng bị bọn họ quan sát đến. Hiển nhiên, cái này đáp án dĩ nhiên là, khẳng định, nếu như tập hợp toàn bộ xe thiết giáp đội hỏa lực, tiêu diệt một đầu gần 200 mét hổ cấp bạch tuột, cái kia miễn cưỡng còn nói đi qua, có thể chỉ dựa vào bốn một cô gái, liên thủ tiêu diệt một đầu hổ cấp biến dị sinh vật biển không tính là, phía sau càng là độc chiến đầu hổ cấp sinh vật biển, cũng đem tiêu diệt. Vậy thì có điểm kinh khủng A, căn cứ triệu chỉ nhu kinh nghiệm, cái này căn bản đã chưa tính là loài người. Quả thực so với mở ra gen 870 khóa siêu cấp nhân loại, còn muốn quá phận, mà thông qua nửa cái này, tiến hành một phen liên tưởng cùng suy đoán, đáp án liền hô chi dục xuất, trong đó thông minh nhất tống phi tuyết, một cái liền nghĩ đến chỗ mấu chốt, do hỏi, chúng ta là không phải đưa tới thế giới quan tâm. Còn bị tưởng lầm là mở ra khóa gen siêu cấp nhân loại. Bất quá cái này chỗ mấu chốt. Cũng không phải trọng điểm, so ra mà nói, Diệp Linh Tiên nghĩ càng nhiều hơn một chút, không phải hiểu chúng ta, sợ rằng không chỉ có coi chúng ta là thành mở ra khóa gian siêu cấp nhân loại, càng có thể có thể lầm cho là chúng ta là một cái đã nắm giữ mở ra khóa gian phương pháp thế lực thần bí, triệu chỉ nhu nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, cái này liền có điểm không ổn. Ta muốn hiện tại đã có rất nhiều người, muốn đem chúng ta nắm lên tới, các miếng nghiên cứu chứ, khóa gian các miếng nghiên cứu, Liễu Vũ Khanh tuy là thông minh, nhưng những thứ này hiển nhiên chạm tới thân là học sinh kiến thức của nàng điểm mù, dịp linh tiên ba người ngược lại cũng không để ý, tỏ ra là đã hiểu, liền đơn giản cùng với nàng giải thích một chút. Cái gì là khóa gian tại sao phải bị chọc tới các miếng nghiên cứu chờ, các loại, ngạch, cái hiểu lầm này, liền có chút lớn, nghe rõ các nàng trong giọng nói ý tứ, Liễu Vũ Khanh có chút ngạc nhiên, lại cũng không để ý cười cười bất quá muốn bắt chúng ta có thể không dễ dàng như vậy phải có thực lực đó mới được chương 484 còn muốn đạo đức bắt cóc vừa mới lên thương hại tình không còn sót lại chút gì hai ba quả nhiên a à, không chỉ có muốn từ trên tay chúng ta thu được cao khoa học kỹ thuật kỹ thuật còn muốn thu được mở ra khóa gian phương pháp xử lý cấp 5 xe thiết giáp bên trên nghe xong gia viết hội báo Tứ nữ mới vừa suy đoán nhất thời toàn bộ đều được nghiệm chứng. Các nàng lúc này đang nhìn trong phòng họp ba máy display bên trong một cái, mặt trên theo gia viết hội báo, đang đồng bộ phát hình gia viên đảo tình huống bên kia. Xem những hình ảnh kia góc độ, hiển nhiên, đều là một ít giam khống tham đầu vỗ tới hình ảnh, duy chỉ có một cái có chút ngoại lệ, chính là một gian gần ngồi bảy người tiểu trong phòng họp, hình ảnh kia là thông qua một người cầm trong tay thiết bị tiến hành quay chụp ghi chép. Người này, lại vẫn thầm nghĩ đức bắt cóc chúng ta. Quá ghê tởm, vốn không có coi trọng cái này tiểu phòng họp mấy người, nghe xong nói chuyện của bọn họ cùng với gia viết hội báo phía sau, nhất thời tức giận đứng lên, hơn nữa liễu vũ khanh, càng đối với lấy không khí giá giá quả đấm, phát tiết một cái, tuy là điểm xuất phát là vì người sống sót suy nghĩ, nhưng này ý tưởng. liền có chút quá đáng, dịp linh tiên gật đầu, cũng có chút tức giận, ngược lại là bên trái mấy vị này, nhìn qua càng thêm tốt hơn nói một ít, không giống những thứ kia chỉ biết là chơi đạo đức bắt cóc. Tống Phi Tuyết nhìn về phía Gia Viết động bộ đầu bình ở hình ảnh trên màn ảnh, chỉ vào phản đối nói đức bắt cóc triệu hoành binh mấy người, nói rằng, chỉ là, ở các nạn ba cái nói như vậy lúc. Lại không phát hiện triệu chỉ nhu khi nhìn đến bọn họ trong nháy mắt, liền trực tiếp ngạc nhiên, không nghĩ tới trong truyền thuyết bác đại thống suốt, vậy mà lại là bọn hắn, mấy vị này, cũng không phải bình thường người đâu. Nói như thế nào, Liễu Vũ Khanh ba người lòng hiếu kỳ, nhất thời bị câu lạc, mặc dù biết, có thể trở thành là gia viên đảo bác đại thống suốt. Vậy tất nhiên có bên ngoài chỗ hơn người. Nhưng cũng không biết, bọn họ chỗ hơn người, cụ thể ở nơi nào, đối với lần này, Triệu chỉ nhu gật một cái, cho các nàng giới thiệu sơ lược một cái, trong video bảy vị thân phận, thiên nột. Dĩ nhiên là bọn họ. Trách không được có thể ngồi ở cái này vị trí nghe xong triệu chỉ nhu giới thiệu liễu vũ khanh tam nữ không thể nghi ngờ toàn bộ đều kinh hãi các nàng hoàn toàn không nghĩ tới mấy cái này nhìn qua phi thường thông thường trung niên nhân mạc nhật trước lại có cái dạng nào năng lượng cường đại vung tay một cái là có thể dẫn phát địa chấn cấp nhân vật a đó là bực nào tồn tại nói không khoa trương ở mạc nhật trước những người này nếu như không lên truyền hình hoặc là tân văn các nàng đó hầu như cả đời đều không thể nào biết, cũng liền ở nơi này mạc nhật phía sau, liên lụy đến lợi ích quan hệ cùng cá nhân an nguy, mới có chút hiểu biết. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, nên giận vẫn là sinh khí, vẫn là câu nói kia, hiện tại đã là chưa ngày, các nàng đã không lại cần bị quản chế với bất kỳ kẻ nào. Càng không thể nào bởi vì làm ra đạo đức, mà bị trói cái hiện tại, cũng rốt cuộc minh bạch. Giang Thành lúc trước vì sao nói, có giúp hay không không ở chỗ bọn họ, mà ở với quan phương. Nếu như quan phương chính là cái này thái độ, các nàng mới chỉ có lười ban, trước tiên các nàng sợ dĩ nói muốn hỗ trợ, đó hoàn toàn là chỗ với lương tâm của mình, không muốn sự tình qua đi, làm cho lương tâm mình cảm thấy bất an, càng không muốn hối hận, còn có chính là không muốn nhân loại tử vong quá nhanh. Đưa tới rất trong khoảng thời gian ngắn, ở trên thế giới này chỉ còn lại các nàng. Nhưng nếu như người khác cảm thấy, đây là các nàng phải Càng cùng với các nàng cao nói chuyện gì, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, các loại, các nàng đó thẳng thắn không giúp, dù sau đây vốn chính là món tốn công mà không có kết quả chuyện. Các nàng dựa vào cái gì ban, không chừng đến lúc đó giúp. Còn muốn rơi câu, cái này không phải là các ngươi phải làm sao? Thậm chí quá đáng hơn nói, các ngươi đã giúp, nên giúp tới cùng, các loại. Các nàng đó thật là có thể ác tâm đến ói ra, có thể nói cũng liền như thế một hồi vừa mới lên cái kia không nhiều thương hại tình không còn sót lại chút gì hiện tại càng suy nghĩ nhiều đến là làm sao mới có thể hung hăng gõ lên hắn một khoảng gia viên đảo tiểu phòng hợp ở tứ nữ nghĩ lấy làm sao gõ bọn họ lúc bảy vị thống xuất lại trợn tròn mắt người phía dưới càng là gấp đầu đầy đại hãng bởi vì gian thành năm người sở tác sở vi hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu bọn họ vốn tưởng rằng người này đang thoải mái tiêu diệt cái kia 10 đầu hổ cấp bạch tuộc phía sau, bất kể là xuất phát từ ái quốc tình. Đồng bào tình vẫn là thương hại tình, không cần bọn họ đi liên hệ, cũng có thể biết ra tay trợ giúp súng ống thể nghiệm quán, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia 13 đầu hổ cấp, có lẽ đối với bọn họ quan phương có uy hiếp rất lớn, cũng là rất lớn phiền toái, nhưng đối với người này mà nói, bằng vào thực lực của bọn họ, đối phó, quả thực lại cực kỳ đơn giản thậm chí nói không khoa trương. Một cái nhất tay cũng không tính, phải biết rằng, tiêu diệt 10 đầu hổ cấp, người này chỉ dùng 5 phút đồng hồ mà thôi đồng thời cũng chỉ xuất động 5 người mà thôi, bọn họ nhiều như vậy xe tăng xe thiết giáp A. À. Bên trong đang ngồi, đâu chỉ 5 người. Sợ rằng 4, 500 người, cũng có chứ, mặc dù không nhất định đều có thể có 5 người này mạnh như vậy. Có thể định nhưng cũng không yếu, nếu như toàn bộ điều động, dưới cái nhìn của bọn họ, đừng nói chính là súng ống thể nghiệm quán, chính là toàn bộ sông dài thành phố cũng tất nhiên có thể ung dung lấy xuống, chỉ là kết quả thế nào, 11 chuyện gì xảy ra. Người này nhẹ nhõm như vậy giải quyết rồi 10 đầu hổ cấp, không nên cũng đi giúp một tay súng ống thể nghiệm quán bên kia sao? Vì sao một lần nữa về tới xe thiết giáp bên trên? Đã không có lại định bán, xem cái này có nhất định lùi lại tiếp sóng hình ảnh bản trên mặt mang nụ cười Lý Vinh, biểu tình trực tiếp ngớ ngẩn, bằng vào tên này thực lực, tùy tiện lại phái mấy người đi súng ống thể nghiệm quán bên kia ban một cái thì tốt rồi a, à, húng hồ cách cách gần như thế, lại muốn bọn họ không được mấy phút, vì sao lại tuyển trạch không giúp. Khó, Vương được nói. Bọn họ căn bản cũng không phải là chúng ta lòng quốc người không thành, đào kiến an càng là có chút đấm ngực dậm chân ý tứ hàm xúc, nhìn mạng ảnh hắn, siết chặt nắm tay, quá ghê tởm đối đầu kẻ địch mạnh, người này dĩ nhiên tại không có tiêu hao cái gì thể lực dưới tình huống, không lợi dụng thực lực, tiếp tục đi tiêu diệt càng nhiều hơn sinh vật biển, giải cứu người sống sót. Ngược lại trở về trên xe nghỉ ngơi, tiêu vui dân càng là vỗ bàn, phẫn nộ nói rằng, hỗn đảng. Sở hữu thực lực như vậy, trợ giúp súng ống thể nghiệm quán bất quá chỉ là tiện tay một chuyện nhỏ, lại có thể cứu mấy trăm ngàn người sống sót, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn không nhìn binh bộ ra đời Phương Văn Kiệt, trực tiếp đứng lên, cầm tức nhìn trên màn ảnh xe thiết giáp đội. Mắng. Từng cảnh tượng ấy, làm cho ngồi ở bên cạnh bọn họ triệu hoành binh mấy người, nhìn là một trận lắc đầu tới, trong đó ngô thiết binh càng là trực tiếp dễ cợt nói, đạo đức bắt cóc lại tới rồi. Chương 485, chỉ cần bọn họ không ngốc, cũng nên biết trêu chọc ta nhóm hậu quả, ba, ba, rầm rập, gia viên đảo tiểu trong phòng họp, từng đạo oanh kích tường rào thanh âm từ trên màn ảnh truyền ra, trong hình, mắt thấy súng ống thể nghiệm quán tường vây, sắp sửa hoàn toàn bị 13 đầu hổ cấp sinh vật biển công phá, đại quy mô biến dị sinh vật biển, cũng gần đột phá bọn họ bố trí bẫy rập. Đi tới dưới thành tường, Lý Vinh nội tâm, càng thêm tiêu nóng nảy, đối với ngô thiết binh trào phúng trực tiếp lựa chọn không nhìn, ánh mắt nhìn về phía triệu hoành binh, người lúc trước nói, liên hệ bọn họ thời cơ còn chưa tới. Vậy bây giờ đâu? ai, lập tức phái người, liên hệ bọn họ a. À. Triệu Hoành Bình cũng không muốn thấy như vậy một màn phát sinh, lắc đầu tiếng thở dài. Nói rằng, nguyên bản, hắn xác thực cũng cho rằng người này ở đánh chết cái kia 10 đầu hổ cấp phía sau, bao nhiêu cũng sẽ trợ giúp một cái, cách bọn họ không xa súng ống thể nghiệm quán, kết quả không chỉ có không có trợ giúp, ngược lại lựa chọn ngừng tay nghỉ ngơi, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nói như vậy, cũng không có biện pháp, thật sự nếu không liên hệ bọn họ. Súng ống thể nghiệm quán chứa chấp cái kia mấy trăm ngàn người sống sót, liền muốn trở thành biến dị sinh vật biển khẩu phần lương thực, là Thống suất, cửa phòng họp chờ đợi phó quan, nghe được phân phó của hắn, đáp ứng lập tức một tiếng, xuống phía dưới 440 lo liệu. Mà phía dưới, cũng thật sớm chuẩn bị xong toàn bộ, chỉ chờ bọn họ đạo mệnh lệnh này, sở dĩ cũng không có ngoài ý muốn trực tiếp đã tìm được gian thành truyền tin của bọn họ tín hiệu, nếm thử liên hệ, cấp 5 xe thiết giáp bên trong, tiên sinh, gia viên đảo bên kia thông tin thỉnh cầu phát tới, gia viết tiếng báo cáo, cũng ở gia viên đảo bên kia khởi xướng thông tin thỉnh cầu trong nháy mắt, vang lên, nhanh như vậy, mới vừa vẫn còn ở trò chuyện gia viên đảo tứ nữ, vừa nghe nhất thời nhưng ngược lại là gian thành như sớm có dự liệu vậy. Gật đầu, đã biết, trước đừng động, để cho bọn họ liên hệ một hồi lại nói, phốc phốc, để cho bọn họ liên hệ một hồi, Liễu Vũ Khanh vừa nghe, kém chút nhìn không được bật cười, ha ha ha, cái này dạng bọn họ không phải sốt ruột chết không thể, Diệp Linh Tiên cũng cười theo, tuy là làm như vậy có điểm không có phúc hậu, nhưng bọn hắn xác thực trừng phạt đúng tội. Là nên để cho bọn họ cảm thụ cảm giác nóng nảy tư vị, triệu chỉ nhu nhún vai, cũng rất khen thành cách làm như thế, cũng không biết, bọn họ bằng lòng trả cái giá lớn đến đâu, tới mời chúng ta xuất thủ, tống phi tuyết trong mắt sáng quan có chút mong đợi mạc nhật trước những thứ này nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ thậm chí chỉ có đối phương gõ ngươi căn bản không có ngươi trái lại gõ bọn họ khả năng vì vậy tống phi tuyết ngẫm lại đều cảm thấy chuyện này đặc biệt kích thích chỉ là nàng cái ý nghĩ này lại sai rồi liễu vũ khanh trực tiếp sửa chữa nói đây cũng không phải là bọn họ có chịu hay không vấn đề mà là nhất định vấn đề còn như trả cái giá lớn đến đâu đó cũng là quyết định bởi chúng ta dù sao có giúp hay không đều là chúng ta định đoạt dịp linh tiên gật đầu không sai tuy là làm như vậy cũng là không có phúc hậu nhưng bọn hắn lần này từ quốc gia khác mò được nhiều chỗ tốt như vậy nếu như không cho bọn họ cũng xuất một chút huyết như vậy sao được nói như vậy phải suy nghĩ thật kỹ chúng ta cần gì không triệu chỉ nhu cúi đầu suy tư bất quá gian thành lại trực tiếp cho ra đáp án à rất đơn giản chính là đạn dược chế tạo tài liệu cùng với chế tạo thiết bị lúc trước mặc dù đang tây sơn thành phố cũng thu được một ít tài liệu cùng chế tạo thiết bị có thể đây cũng là đủ hắn của ban đầu nhóm dùng nhưng hôm nay không chỉ có đoàn xe mở rộng liền máy bay vận tải cùng với hạm đội tàu ngầm đều mở rộng vậy cần tiêu hao đạn dược thật có thể nói là là số lượng cao điều này sẽ đưa đến tây sơn thành phố bên kia tốc độ sản xuất căn bản đuổi không kịp bọn họ tiêu hao tốc độ chỉ sợ bọn họ đoạt tây sơn thành phố nhiều cái quân sự vật tư chiến lược kho cùng một cái binh bộ tồn kho vậy cũng không đủ bọn họ như thế phung phí không nói khác vẹn vẹn lần này thu gặt tập kích sông dài thành phố biến dị sinh vật biển bọn họ cần tiêu hao đạn dược chính là một con số khổng lồ dù sao cái kia biến dị sinh vật biển số lượng nhưng là siêu nghìn vạn đầu đồng thời còn không phải là một hai ngàn vạn đơn giản như vậy mặc dù bọn họ vũ khí uy lực cự đại nhưng cũng không chịu nổi số lượng như vậy biến dị sinh vật biển a huống hồ trong đó còn có khó đối phó lan biến dị sinh vật biển cùng với hổ cấp thậm chí một ít chiều dài giáp sát phổ thông biến dị sinh vật biển liền xe tăng xe thiết giáp ở trên súng máy đều công không phá được chỉ có thể dùng cơ pháo tháp đó không thể nghi ngờ lại là một khoản tiêu hao sở dĩ không nghi ngờ chút nào chờ các loại cái này sống thu gạt kết thúc bọn họ lúc trước thu thập được đạn dược sợ rằng chí ít biết tiêu hao hết phân nửa ở trên thậm chí nhiều hơn dù sao cái này bên trong còn dính đến gian thành cải trang hợp thành cải trang lấy tăng phúc uy lực của bọn nó bằng không một trăm phát đạn đạn pháo đều đánh không chết một đầu phổ thông biến dị sinh vật biển cái kia nhiều hơn nửa viên đạn cũng không có ích gì đương nhiên hắn còn có mặt khác một cái tiểu tâm tư chính là chế tạo thiết bị sau khi cải trang, kèm theo sinh sản người máy. Đồ chơi kia giá trị thực dụng, có thể quá lớn. Tái nhập Gia Viết cùng Red Queen liên thủ thứ tự biên soạn phía sau, đó nhất định chính là đài vĩnh viễn không biết mệt, cũng sẽ không oán trách vàng sử dụng công nhân của người A, à. hơn nữa cho cái kia sinh sản người máy cải trang đến cấp cấp 10 phía sau, quả thực không muốn quá oa tắc A, à. đúng vậy, gia viên đảo bên kia sợ rằng thứ không thiếu nhất chính là đạn dược chế tạo tài liệu cùng chế tạo thiết bị. Vừa mới chuẩn bị suy nghĩ gõ điểm tốt gì tứ nữ, nghe được hắn mà nói, biết vậy nên một lời thức dậy người trong mộng, một cái phản ứng lại, vui vẻ nói, bất quá nghĩ lại trong lúc đó, Liễu Vũ Khanh lại có chút bận tâm đứng lên, nhưng là cái này, coi như bọn họ đáp ứng rồi, chúng ta lại nên làm sao đạt được đâu? Một phần vạn bọn họ đổi ý làm sao bây giờ, đạn dược chế tạo tài liệu cùng chế tạo thiết bị a? À? cái kia không quản là ở mạc nhật trước, vẫn là mạc nhật phía sau, không thể nghi ngờ đều là phi thường phi thường trân quý hy hữu tương nguyên, dưới cái nhìn của nàng, dù cho gia viên đảo như thế nào đi nữa không thiếu, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem cái này chủng vật tư cho bọn hắn, như vậy chẳng phải tương đương với cho mình thành lập địch nhân sao. Hy sinh chính mình lớn mạnh người khác. Đổi ý liền đổi ý A, à, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất gì, bàn đám kia người sống sót một bả, chí ít cũng xứng đáng từ chúng ta, huống hồ bọn họ có cơ hội theo chúng ta giao hảo, làm gì còn muốn đắc tội chúng ta, Diệp Linh Tiên không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ngay sau đó lại cười nói, chỉ cần bọn họ không ngốc, cũng nên biết muốn chúng ta hậu quả, đúng vậy a. À. Bây giờ sông dài thành phố cục diện 10 phần nguy hiểm, chúng ta lại cho thấy siêu phàm thực lực, bọn họ khả năng ước gì chúng ta hướng bọn họ để yêu cầu đâu, như vậy tương đương với đạt thành nhất định quan hệ hợp tác, phía sau những địa phương khác có nguy hiểm dưới cái nhìn của bọn họ cũng có thể dùng vật tư gì gì đó mời chúng ta xuất thủ triệu chỉ nhu nâng chung trà lên thổi thổi lá trà uống một hớp nói tống phi tuyết trên mặt lộ ra một vệt sáng tỏ đơn giản mà nói bất kể như thế nào chúng ta đều kiếm bộn không lỗ đúng vậy vật liệu của bọn họ chúng ta cũng không phải không thể không cần tối đa cũng là hơn hao chút thời gian sưu tập mà thôi liễu vũ khanh bừng tỉnh đại ngộ nói Chương 486, muốn chúng ta tự mình đi nói với hắn. Bằng không không bàn nữa, một, ba, hống, súng ống thể nghiệm quán chỗ, theo hộ cấp bạch tuột trích lên một tiếng, dựa vào phía đông một mặt tường vây, triệt để sụp đổ xuống phía dưới, báo trước lấy, chu lập căn cứ cuối cùng một đạo phòng ngự, cũng bị phá ra, a à, a à, à. Chạy mau a, à. Tường vây bị bạch tuột quái đánh sập. Không xong bạch tù quái công phá tường vây, bò vào tới, mã đức, rõ ràng có thể từ trên tường rào lật lại, không phải là muốn công phá chúng ta tường vây bò vào tới, đáng chết, lúc này còn tại đằng kia nói nhảm, đi mau, đi gì đi. Chạy đi đâu? Bên ngoài khắp nơi đều là zombie, khắp nơi đều là biến dị sinh vật biển, có thể đi tới, không được không phải còn có phi cơ trực thăng sao? Chúng ta bay đi. Có, ta muốn là biết lái, ta sớm tờ 10 giờ lái máy bay trực thăng lưu còn chờ tới bây giờ cần ngươi nói nói sớm a à, ta sẽ mở a à. bất quá ta không có chìa khóa ngươi có không cam ngươi sẽ mở ngươi không nói sớm chìa khóa không có thể đi lấy ta biết ở đâu các huynh đệ mau cùng bên trên bọn họ có người biết lái máy bay trực thăng hắn không phải kêu còn tốt cái này một kêu vốn là hoảng loạn trốn chạy chiến đấu các thành viên đều giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng hướng bọn họ cái kia điên cuồng đánh tới gia viên đảo tiểu bên trong phòng họp đi qua điều tra máy bay không người đem trong căn cứ phát sinh toàn bộ toàn bộ nhìn trong mắt đám người càng phát ra lấy nóng nảy nếu như những thứ này chiến đấu thành viên thực sự chạy trốn e là cho dù có liên lạc cái kia thế lực thần bí mời được bọn họ xuất thủ cũng là chuyện vô bổ nữa à bọn họ cũng không thể trông cậy vào nhóm người kia cứu những người này phía sau, lại để cho bọn họ cho những thứ này người làm bảo tiêu giống nhau bảo vệ chứ, theo triệu hoành binh, có thể để cho người này hỗ trợ đem cái kia 13 đầu hổ cấp thanh trừ, đã là rất không tệ. Còn làm cho đám kia thế lực giúp bọn hắn tiêu diệt phụ cận đánh tới biến dị sinh vật biển. Đồng thời bảo hộ đám này người sống sót, hắn thậm chí không hề nghĩ tới, trước không nói đám kia thế lực có thể đáp ứng hay không, liền nói trong đó muốn trả giá cao, liền tuyệt đối không phải bọn họ thừa nhận bắt đầu không nói khác nhân gia tiêu diệt những thứ kia biến dị sinh vật biển dù sao vẫn cần tiêu hao đại lượng đạn dược chứ cũng cần bất chấp nguy hiểm ra nhân lực chứ những thứ này có thể để cho người khác làm không sao tiêu hao đạn dược cũng để cho nhóm người kia chính mình gánh chịu sao nghĩ chuyện đẹp đâu chứ cái này mạc nhật phía dưới trừ phi ai ngốc không phải vậy ai sẽ tốt bụng như vậy ai lại sẽ có nhiều như vậy đạn dược đủ tiêu hao? Lại có ai sở hữu thực lực như vậy, mà có thể sở hữu như vậy thực lực thế lực? Sẽ là đại ngốc tử sao, đáng chết, vì sao đều hết sức chung tử, còn không có liên lạc với, nhìn trên màn ảnh tràn ngập nguy cơ căn cứ, Lý Vinh ngồi không yên, chắp tay sau lưng ở tiểu bên trong phòng họp, đi tới đi lui, cái này liền muốn hỏi người phía dưới, nuôi bọn họ đều là làm ăn cái gì không biết đào kiến an hữu ý vô ý liếc nhìn triệu hoành binh nhưng mà đáp lại chỉ có ngô thiết binh một tiếng trào phúng ngươi đi ngươi lên a à, đừng chỉ động mồm mép nói xong còn thấy không đủ lại bổ sung một câu tại chỗ mặt nhật trước đều là nhân vật có mặt mũi thủ hạ người cũng không một cái phế vật ngươi muốn cảm thấy người của chúng ta không được vậy hãy để cho chính các ngươi nhân đi thử một chút huống hồ ai cũng không nợ lấy ai đại gia cũng đều là vì những thứ kia người sống sót suy nghĩ, cũng đừng chỉnh chính mình nhiều ưu tú, đa số người khác suy nghĩ lo lắng, mà chúng ta một điểm không lo lắng tự như, những lời này nói không sai, các ngươi biểu hiện như vậy, không chỉ có không thể chứng minh các ngươi lo lắng nhiều, ngược lại chỉ có thể nói rõ, ngươi tâm phù khí táo, giống như tiểu hài tử tự như. Một điểm không phải trầm ổn, ông cánh tay nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi kết quả đường vĩ sơn, gật đầu, biểu thị tán thành đồng thời, vẫn không quên bổ đao một câu, u tức giận đào kiến an sắc mặt là lúc thì xanh lúc thì trắng, so sánh bọn họ, xem như là nhất hắn còn trẻ, ghét nhất chính là người khác nói hắn giống như tiểu hài tử một dạng rồi, lúc này vén tay áo lên. liền chuẩn bị động thủ, có thể mới đi hai bước, chứng kiến ngô thiết binh cái kia to lớn hình thể cùng cái kia bắp thịt, rồi lại đánh lên rắm thúi. Hắn dù sao cũng là văn bộ phận sinh ra, đánh lộn khẳng định không phải là đối thủ của đối phương A, đi lên chỉ có bị đánh phần, cái kia hoàn toàn chính là mang lại cho bản thân phiền phức, o, hoa, lập tức chỉ có thể lạnh trên một tiếng. Không nhìn hắn nữa, coi như hắn không tồn tại, nhưng hắn cái này nhất cử nhất động, lại đem ngô thiết binh đường Vĩ Sơn xem cười rồi, thật đúng là hài tử giống nhau, xem đánh không lại, cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, hành, ta là tư văn nhân, mới, chỉ có sẽ không cùng các ngươi những đại lão này to động thủ, nhưng mà cái này một lần, Đào Kiến An nghe xong lời của bọn họ, lại không lại tức giận, như trước lạnh trên một tiếng, phản phất chẳng đáng cố, răng rắc bất quá cũng vào lúc này, tiểu cửa phòng họp bị phó quan đẩy ra, sau đó cũng không chờ bọn họ hỏi, trực tiếp báo cáo, báo cáo các vị thống xuất. Liên hệ có kết quả, có liên lạc. Bọn họ nói như thế nào, vốn là đi tới đi lui lý Vinh, Lập tức kích động đi tới, gấp giọng hỏi. Phó quan mặt lộ vẻ lưỡng lự, liếc nhìn triệu hoành binh phía sau, không xác định nói, bọn họ dường như biết tình huống của chúng ta, cũng giống như sớm biết chúng ta biết liên hệ bọn họ, liền mục đích cũng biết tự như, thông tin vừa tiếp thông, bọn họ liền nói, mặc kệ chuyện gì cũng phải các ngươi tự mình đi nói với hắn, bằng không không bàn nữa, cũng phải chúng ta tự mình đi nói với hắn. Còn bằng không không bàn nữa vừa mới lên kích động, nghe xong những lời này, Lý Vinh trong nháy mắt bình tĩnh lại, trên mặt càng là lộ ra một vệt cười nhạt, khẩu khí thật là lớn, có thể hiểu được, sở hữu như thế thực lực cường đại, càng sở hữu thần bí như vậy cao khoa học kỹ thuật kỹ thuật, có điểm cuồng có điểm ngạo cũng bình thường. Triệu Hoành Binh nghe xong, lại hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này hắn thấy, lại không quá bình thường, nếu như một điểm không phải cuồng, càng không có bất kỳ ngạo khí thông tin vừa tiếp thông, cũng không đàm luận điều kiện gì, bên kia liền sản khoái đáp ứng rồi, vậy hắn ngược lại cảm giác không bình thường, như vậy hắn cũng tuyệt sẽ không để tâm cùng người này hợp tác, bởi vì, này loại người, thường thường làm việc không theo sáo lộ xuất bài không chừng bên trên một giây đáp ứng thật tốt. Một giây kế tiếp liền cho ngươi trở mặt, hắn cũng không cái kia thời gian cùng người như thế chơi, ngược lại là hiện tại loại này, ngữ khí cùng ngạo hạng người, tốt hơn can thiệp tốt hơn đàm luận bởi vì, này loại người, thường thường cũng sẽ ở tử mặt. Thì càng sẽ không dễ dàng nuốt lời cái. Chương 487, 500 vạn phát viên đạn. 10 vạn phát đạn pháo. Ngươi làm là xua đuổi ăn mày đâu, hai, ba, thông tấn khí dời tới. Ta tự mình nói với bọn họ, tiểu trong phòng hội nghị, triệu hoành binh không có quá nhiều kéo dài, nếu đối phương phản phất đã đoán được mục đích của bọn họ, hắn cũng không cần lại quanh co lòng vòng hay là trực tiếp bằng lòng yêu cầu của bọn họ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp theo chân bọn họ câu thông tương đối khá đối với lần này mấy vị khác thống suất cũng không có ý kiến gì nhưng lý vinh mấy người sắc mặt nhìn qua đã có điểm đen rồi bọn họ vốn tưởng rằng người này là có thể bị bọn họ tùy ý cầm nắm rất đúng tượng lại không nghĩ rằng đối phương cái này vừa lên tới dĩ nhiên cũng làm cho bọn hắn tới một hạ mã uy căn cứ ý của phó quan, đối phương đoán được mục đích của bọn họ, vậy còn lâu như vậy không chuyển được tin là có ý gì? Cái này không rõ ràng cố ý treo bọn họ, để cho bọn họ lo lắng xung sao, là, thống suất, phó quan bằng lòng một tiếng, lập tức khiến người ta đi làm, cũng không bao lâu, dù sao sự tình khẩn cấp, như trước một hai phút, một mấy tân tiếng nhất dụng cụ truyền tin đã bị dời đến tiểu trong phòng họp. Lại hao tốn một phút đồng hồ điều thử một chút, liên lần nữa có liên lạc đối phương người tốt ta là triệu hoành binh thông tin vừa tiếp thông triệu hoành binh trực tiếp tự giới thiệu nói hắn thấy đại danh của hắn người khác nghe xong nhất định như sắm bên tai một cái cũng sẽ bị nhận ra sở dĩ cũng không cần quá nhiều giới thiệu lại căn bản không biết giang thành không phải người của thế giới này nhưng cho dù là cũng sẽ không quá nhiều lưu ý vì vậy chỉ nghe bên kia truyền đến một giọng nói nam trả lời triệu hoành binh ai vậy? Không biết, đối phương trả lời, hoàn toàn ngoài triệu hoành binh dự liệu, làm cho hắn mặt già đỏ lên, bất quá chính sự quan trọng hơn, không có lại trong chuyện này quá nhiều cuốn quyết, càng không có lại khách sáo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Các ngươi thực lực chúng ta thấy được, nói đi, cần như thế nào điều kiện, mới bằng lòng ra tay trợ giúp súng ống thể nghiệm quán vượt qua cửa ải khó khăn, cái này liền muốn xem các ngươi bằng lòng trả cái giá lớn đến đâu, đều là người thông minh, nếu đối phương đã đi thẳng vào vấn đề, Giang Thành cũng không lại theo bọn họ đánh ngựa hổ, cười hỏi ngược lại. Chỉ là hắn lời này, lại làm cho Triệu Hoành Binh sững sờ một chút, dĩ nhiên phản vấn bọn họ bằng lòng trả giá cao gì, bất quá có thể nói như vậy cũng nói, đối phương là có giúp một tay ý đồ, bằng không căn bản sẽ không cho hắn cái này bằng điều kiện cơ hội, lúc này suy nghĩ một chút nói rằng, gặp các ngươi thế lực, có rất nhiều xe tăng xe thiết giáp, sức chiến đấu kinh người thức ăn gì gì đó vật tư nhất định là không thiếu, thế nhưng tương ứng đạn dược mức tiêu hao nhất định rất lớn, không sai chứ, không sai, Giang Thành từ chối cho ý kiến, thấy đối phương không có phủ nhận, Triệu Hoành binh nhỏ bé thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nói, cho nên chúng ta nguyện ý gánh chịu lần này trợ giúp sở hữu đạn dược tiêu hao, cũng ngoài định mức biếu tặng các ngươi 500 vạn phát viên đạn. 10 vạn phát đạn pháo, như thế nào, 500 vạn phát đạn và 10 vạn phát đạn pháo cái này đã tương đương với một cái tiểu kho quân dụng đo, lại tăng thêm gánh chịu lần này đạn dược tiêu hao, xác thực không ít, đây cũng là phía trước cùng mấy vị khác thống suất, đều thương lượng xong đại giới, bằng không lâm thời hiện nghĩ, quá gấp gáp không chỉ có lãng phí thời gian. Rất có thể còn nói không thỏa thuận, nhưng đây chỉ là đối với tình huống bình thường mà nói, xem như là không ít, nhưng bây giờ là tình huống gì, Giang Thành nghe xong, trực tiếp cười rồi, ngủ thủ, phát đạn. Mười vạn phát đạn pháo. Ngươi làm là xua đuổi ăn mày đâu, nói xong, cũng không đợi triệu hoành binh mấy người phản ứng, bỏ lại một câu, cho các ngươi thêm một lần cơ hội. Nghĩ xong sẽ liên lạc lại ta đi, bất quá thời gian có thể không phải đám người A, à, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đô 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 nghe dụng cụ truyền tin trung, truyền tới một trận âm thanh bận, tiểu bên trong phòng họp, mọi người lần nữa trận tròng mắt, một giây kế tiếp, một trận nổi giận cùng tiếng chửi rủi liền tại tiểu trong phòng họp truyền ra, làm cho một ít không rõ chân tướng từ phụ cận đi qua binh sĩ nghe xong. Là một trận hết hồn, gọi thẳng, ai vậy, lá gan lớn như vậy, cũng dám chọc mấy vị thống xuất giận đến như vậy, không muốn sống sao, cũng có người suy đoán, sẽ không lại có nơi nào xuất hiện biến dị sinh vật biển đi. Quan một cái sông dài thành phố tổn thất đã đủ lớn, muốn lại tới một cái, các thống soái không giận mới là lạ, nghe thanh âm không quá giống, càng giống như là có người chọc tới bọn họ. Nhưng ai có thể chọc bọn hắn giận đến như vậy đâu? Người bình thường sớm bị đập chết chứ? Chẳng lẽ là phiêu lượng quốc hoặc là những quốc gia khác, chờ, các loại? Nhớ kỹ mới thì thông tin khoa nhân, vội vàng cho các thống soái liên hệ một thế lực kia mà, chẳng lẽ là thế lực nào đưa đến, à, một thế lực có thể đem các thống soái khí thành cái này dạng không thể chứ cái kia không được trực tiếp xin bọn họ ăn một viên tên lửa xuyên lục địa đó cũng không biết tiểu trong phòng họp mã đức quá không tán thưởng nhiều như vậy vật tư lại vẫn nói chúng ta xua đuổi ăn mày nhiều như vậy vật tư đều đủ làm cho một cái thành nhỏ zombie thanh linh lý vinh xanh mặt vỗ bàn mắng đúng vậy a à, liền nhiều như vậy vật tư đều nói là xua đuổi ăn mày cái kia được bao nhiêu đạn dược vật tư mới có thể nhập mắt của bọn hắn đào kiến an cũng là phẫn nộ dị thường cảm thấy người này có điểm thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ chỉ là bọn họ lại nhiều như vậy sinh khí một giây súng ống thể nghiệm quán liền muốn chết nhiều rất nhiều người cuối cùng chỉ có thể trước nhìn cơn tức này một lần nữa thương lượng nổi lên giá cao vấn đề ta nhớ được sông dài thành phố không phải có mấy cái kho đạn sao ngược lại hiện tại sông dài thành phố đã khắp nơi đều là zombie cùng biến dị sinh vật biển không bằng liền đem mấy cái kho đạn vị trí, toàn bộ nói cho bọn hắn biết tốt lắm, đường Vĩ Sơn suy nghĩ một chút, đề nghị, sông dài thành phố kho đạn. Ta nhớ được tổng cộng có 8 cái, trong đó có 5 cái đã bị địa phương binh bộ đem đạn dược chở đi, chỉ còn lại có 3 cái, bởi vì phụ cận tụ tập đại lượng thi triều, sẽ không làm sao động rồi, Phương Văn Kiệt nhớ lại một cái. Ngay sau đó rồi lại nói rằng, có thể coi là chỉ còn lại có 3 cái, mỗi cái bên trong cũng là trữ bị 300 vạn phát đạn và ngũ vạn phát đạn đại bác 4.5. Quan trọng nhất là, mỗi cái kho hàng còn có đại lượng chế tạo tài liệu, cùng mới tinh viên đạn đạn pháo chế tạo thiết bị ở bên trong A, à, chế tạo tài liệu cùng chế tạo thiết bị, nghe xong phía trước, còn không có làm sao để ý Lý Vinh. Nghe được một câu cuối cùng, trực tiếp cả kinh dựng lên, Phủ Quyết nói, không được. Tuyệt đối không được chế tạo tài liệu cùng chế tạo thiết bị làm sao có thể cho những bình dân này thế lực đâu, đây chính là chế tạo tài liệu cùng chế tạo thiết bị A, trước không nói chưa ngày sau mỗi đài chế tạo thiết bị có trân quý dường nào, liền nói những chế tạo đó tài liệu. Nhưng cũng hầu như xem như là không thể tái sinh tài nguyên A, hơn nữa lớn như vậy số lượng, một ngày rơi xuống sở hữu nhất định tương quan tri thức bình dân thế lực trong tay, nhưng là sẽ ra đại sự, không nói khác, liền vẹn vẹn đại uy lực tên lửa xuyên lục địa, thì có thể bị chế tạo ra. Hậu quả kia, quả thực thiết tưởng không chịu nổi a. À. Chương 488, ngươi vẫn có thể thử xem, tên lửa xuyên lục địa có thể thành công phóng ra, liền coi như ta thua, ba, ba, không được. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bỏ những thường dân kia với không để ý sao, ngô thiết binh chân mày cau lại, lên tiếng chất vấn, còn lạ nói, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn, nhiều như vậy chế tạo tài liệu, rơi vào bình dân thế lực trong tay, sẽ xuất hiện dạng hậu quả gì? Bọn họ tự nhiên cũng là rõ ràng, nhưng bây giờ là phi thường thời khắc, bọn họ cũng không muốn làm như vậy. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, căn cứ bọn hắn quan sát, tên này thế lực thần bí, vẫn tương đối có thể tin, cũng không phải là cái loại này có cường đại lực lượng, sẽ hồ tác phi vi cái loại này đại ác nhân, cũng tỷ như nói bọn họ hiện tại không chỉ có sở hữu nhiều chiến đấu như vậy lực cường đại xe tăng xe thiết giáp càng sở hữu nhiều như vậy mở ra khóa gian liền hổ cấp biến dị sinh vật biển đều có thể ung dung đối phó siêu cấp nhân loại đây đã là một cổ phi thường phi thường cường đại lực lượng thậm chí nói không khoa trương bằng vào này cổ lực lượng tiêu diệt một tòa tuyến hai thành thị thành tựu căn cứ sợ rằng đều là món phi thường buông lỏng sự tình có thể kết quả thế nào người này từ đầu đến cuối hầu như đều bất hiện sơn bất lộ thủy, càng không có thấy bọn họ làm qua cái gì hỏng việc. Đương nhiên, Tây Sơn thành phố cái kia không tính là không chính, bọn họ cũng không có chứng cớ xác thực chứng minh, cái kia binh bộ chính là bọn họ hủy diệt, huống hồ bọn họ cũng không biết trong đó có hay không có ẩn tình khác, vì vậy càng không dễ phán đoán. Sở dĩ cái kia cũng cũng không nhắc lại, chỉ từ hiện nay đến xem, người này chỉ ít tiêu diệt 10 đầu hổ cấp biến dị sinh vật biển cùng đến không hết lan cấp trở xuống biến dị sinh vật biển đã là rất lớn cống hiến chí ít so sánh tam giang khu trang hộ cái kia hỗn hắc thế lực cái này thế lực hoàn toàn đáng giá tín nhiệm mà hắn chất vấn cũng để cho lý vinh một cái phản ứng lại trong nháy mắt không có tính khí bởi vì này chính là sự thực a à, hắn không có khả năng cũng bỏ những thường dân kia với không để ý cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn ai cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng về tới chỗ ngồi không lại lên tiếng, triệu hoành binh mấy người thấy thế, nhìn nhau, gật đầu, vừa nhìn về phía đào kiến an mấy người, thấy bọn họ cũng gật đầu. Biểu thị không có ý kiến, vậy mới đúng phó quan báo cho biết một cái, dùng dụng cụ truyền tin cùng Giang Thành lần nữa lấy được liên hệ, hai phút, hiệu suất còn được, Giang Thành nhìn đồng hồ, gật đầu, một điếu thuốc thời gian cũng chưa tới, súng ống thể nghiệm quán bên kia, biến gì sinh vật biển cũng còn có tiểu thập phút mới, chỉ có, đánh tới căn cứ, chỉ có 13 đầu hổ cấp bạch tuột vọt vào. Đang điên cuồng tứ ngược, đáng tiếc người sống sót đều trốn ở dưới đất bãi bắn bia trung, bọn họ nhất thời công kích không đến, mà những thứ kia trốn chạy chiến đấu thành viên, cũng bởi vì biết rõ địa hình, cùng đời thứ nhất xương vỏ ngoài bọc thép, ngược lại cũng giảm thiểu rất nhiều thương vong, chỉ là nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, các nơi hình bị phá hư hầu như không còn. Bọn họ thật có thể nói là triệt để không có cơ hội chút nào phản đánh khả năng cũng không tồn tại còn như những thứ kia chuẩn bị dùng phi cơ trực thăng trốn chạy chiến đấu thành viên vẫn còn ở điên cuồng trốn chết lấy không có cơ hội đi cầm chìa khóa tiếp xúc phi cơ trực thăng khả năng cũng bởi vì bọn họ số lượng tương đối nhiều lại đưa tới hai đầu hổ cấp bạch tục chú ý để cho bọn họ hoảng hốt chạy bừa cũng không dừng có người phát ra tiếng kêu thảm biến mất ở đội ngũ phía sau nhất nói như thế nào nghĩ kỹ trả giá điều kiện gì sao chuyển được thông tin, gian Thành cái kia mang theo nụ cười thanh âm, lần nữa truyền ra, làm cho Triệu Hoành Binh nghe xong là một trận cau mày, nhưng lúc này không phải lưu ý điều này thời điểm, dứt khoát nói. Sông dài thành phố có ba cái quân giới thương khố, mỗi cái bên trong các loại viên đạn cùng sở hữu 300 vạn phát, đạn pháo 50 ngàn, các loại đạn dược chế tạo nguyên vật liệu cũng có rất nhiều, mặt khác bao quát gửi bên trong 10 đài mới tinh viên đạn chế tạo thiết bị cùng 10 đài mới tinh đạn pháo chế tạo thiết bị, nếu như ngươi đáp ứng rồi, những thứ này liền đều là ngươi. Như thế nào đây? Phản phất sợ hải gian thành lần nữa cúp điện thoại, triệu hoành binh vội vàng bổ sung một câu, cũng không cần ngươi làm nhiều cái gì, chỉ cần giúp giải quyết hết cái kia 13 đầu hổ cấp bạch tuộc cũng hỗ trợ dọn dẹp một chút phụ cận biến dị sinh vật biển, cho súng ống thể nghiệm quán một cái hòa hoãn thời gian, là được rồi chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ đối với gian thành bọn người tới nói cũng chính là nhất nhất tay sự tình mà thôi xem như là không quan trọng gì chuyện nhỏ bọn hắn bây giờ lại bỏ ra so với mới vừa còn muốn nhiều gấp đôi đại giới tổng không có lý do không đáp ứng chứ dù sao đây chính là đạn dược chế tạo tài liệu cùng chế tạo thiết bị a nhưng mà bọn họ hiển nhiên lần nữa đánh giá thấp gian thành khẩu vị của bọn họ chỉ nghe lời hắn vừa Giang thành bất dĩ vi nhiên thanh âm liền truyền tới, làm cho trong lòng bọn họ lọc bập một tiếng, sông dài thành phố ba cái quân giới thương khố. Ngươi là nói khai dương khu, kinh vùng nước cùng với thủy triều khu quân giới thương khố. Vậy cần các ngươi cho sao, nghe xong Giang thành lời nói, tiểu bên trong phòng họp, mọi người một cái đều ngẩn ra. Đúng vậy. Vậy cần bọn họ cho sao, trở nên dài sông thành phố bị biến dị sinh vật biển tàn sát giết sạch chính bọn hắn đi lấy không phải tốt còn như vị trí căn bản không khó tìm hơn nữa cái khác kiến trúc đều bị biến dị sinh vật biển phá hư duy chỉ có bọn họ không có bị phá hư quả thực tự như ban đêm ánh trăng nghĩ không phát hiện đều khó khăn a à, mà cái gì thuộc sở hữu vấn đề đây đều là chưa ngày ai còn cùng ngươi đàm luận cái này có thể nói mạc nhật phía dưới những thứ này đều xem như là vật vô chủ lục ra được coi như ngươi vận khí nếu như vì vậy với hắn nói chuyện gì thuộc sở hữu vấn đề còn nói gì ta đặt ở kia chính là ta các loại đó nhất định chính là kẻ ngu trừ phi đối phương cũng là ngốc tử bằng không ai sẽ theo ngươi nói cái này có thể cứ như vậy bọn họ cái giá này tương đương với cũng không giữ lời mã đức nuông chiều hắn lão tử cái này liền hạ lệnh cho bọn họ tới khỏa tên lửa xuyên lục địa nếm thử nhìn hắn làm sao còn theo ta ngạo tiêu vui dân ngồi không yên vỗ bàn một cái mắng đứng lên, liền chuẩn bị lao ra tiểu phòng họp, còn không đợi những người khác ngăn cản, càng không có chờ hắn đi ra mấy bước. Một đạo băng lãnh không phải bao dung bất kỳ cảm tình gì thanh âm liền từ dụng cụ truyền tin bên kia, truyền ra, ngươi vẫn có thể thử xem, tên lửa xuyên lục địa có thể thành công phóng ra, liền coi như ta thua, tiêu vui dân vừa nghe, đồng tử trong nháy mắt co rút lại đến rồi chăm khổng đại tiểu, bật thốt lên cả kinh nói, ngươi làm sao 567 biết, mà cái này cũng đồng dạng đem triệu hoành binh mấy người tất cả đều kinh động. Tiểu phòng học mặc dù không lớn, rồi lại mấy trăm bằng phẳng không gian, tiêu vui dân khoảng cách dụng cụ truyền tin lại xa, đương nhiên, quan trọng nhất là, cái này dụng cụ truyền tin là tân tiến nhất, microphone, lại đang triệu hoành binh nơi đó, thu âm cũng chỉ thu hắn một người, tuyệt đối không thể có người thứ hai thanh âm lục đi vào truyền tới đối diện đi, điều này nói rõ cái gì nói rõ bọn họ rất có thể ở trước mặt đối phương căn bản đã không có bí mật thậm chí nhất cử nhất động của bọn họ đều ở đối phương dưới sự theo dõi đây là kinh khủng dường nào cùng đáng sợ loại thủ đoạn này liền phiêu lượng quốc cũng tuyệt đối không thể làm được a à. còn có đối phương lại là đi qua phương thức gì biết đến từng cái vấn đề trao hiện tại trong đầu của bọn hắn để cho bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố hơn nửa Giang Thành mới vừa cái câu kia, có thể phóng ra coi như ta thua, đây là bực nào tự tin, nếu như người khác nói như vậy, bọn họ có lẽ còn cảm thấy đối phương vô cùng tự đại gì gì đó, nhưng lại là tên này thần bí thế lực cường đại nói ra được, điều này làm cho bọn họ theo bản năng liền tin. Tin tưởng đối phương thật có năng lực như thế. Nhưng này vẫn chưa xong, đối phương ngay sau đó lại truyền tới một câu, để bọn họ càng thêm xác định mới vừa những thứ kia suy đoán đạo đức bắt cóc gì gì đó, mới vừa không phải là nói cố gắng lưu sao. Hiện tại tại sao không nói? Chương 489, phần này lượng vật tư, sau đó lại cho ta một phần. Bằng không nha. Một, ba, liền nói đức bắt cóc cũng biết, kinh ngạc, tiểu bên trong phòng họp mọi người, lần nữa bị chấn kinh rồi, chẳng lẽ chúng ta ở trước mặt hắn, đã sớm một điểm bí mật cũng không có sao, Lý Vinh rung động trong lòng thầm nghĩ, bất quá nghĩ lại trong lúc đó, liền bác bỏ khả năng này. Hắn thấy, đối phương ở làm sao cường đại, cũng không khả năng thoát ly loại người phạm trù, có thể biết bọn họ khi trước nói chuyện, nhất định là có nguyên nhân khác, điểm này, những người khác cũng nghĩ đến, lúc này tìm tìm được nguyên nhân, trước tiên trong bọn họ có gián điệp điểm này, trực tiếp bị bọn họ loại bỏ, tất cả mọi người biết gốc tích, không có bất kỳ trở thành người khác gián điệp khả năng. Mà nếu như không phải đi qua người đến nhận được tin tức, cái kia chỉ có một cái khả năng, nghĩ lấy, mọi người nhật quan, tất cả đều theo bản năng tụ tập đến rồi tiểu bên trong phòng họp, ngoài trừ display cùng dụng cụ truyền tin bên ngoài, duy nhất một cái thiết bị điện tử, ghi hình nghi, bọn họ mỗi trang hội nghị, vô lượng cao thấp, đều cần chuyên gia dùng ghi hình nghi cho ghi chép xuống. Cũng bảo tồn. Nhằm phía sau có chuyện gì lúc, tốt một mạch duyệt tài liệu tương quan, cũng càng tốt truy cứu trách nhiệm gì gì đó, có thể trọng điểm là, cái này ghi hình nghi liên tiếp chính là bọn hắn gia viên đảo vốn có cường đại phai quan lo can Are Network, ngoại nhân căn bản không khả năng xâm nhập tiến đến mới đúng, không phải vậy bí mật của bọn họ, sớm đã bị những quốc gia khác đánh cắp xong mà liền những quốc gia khác đều làm không được đến. Người này lại là làm sao làm được, nếu quả thật làm xong rồi, cái kia bọn họ gia viên trong đảo toàn bộ, bao quát nhất cử nhất động của bọn họ, chẳng phải là sớm đã bị đối phương cho nắm giữ, thời gian mấy người đều cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, có thể lại không thể không tin tưởng, người này thật có thể làm được, dù sao liền thần bí khóa gian bọn họ đều nắm giữ, còn có cái gì là bọn hắn không làm được, bại lộ cũng đã bại lộ rồi, chuyện này hiện tại không có thời gian đi quan tâm, vẫn là lại nhớ lại cho tốt làm sao thuyết phục hắn hỗ trợ a, à. cuối cùng, tương đối lý trí đường vĩ sơn lắc đầu, kéo mọi người tâm tư, không sai bây giờ không phải là lo lắng cái này thời điểm huống hồ bằng vào tên này năng lực hiểu biết chính xác đạo chúng ta cũng không biện pháp ngô thiết binh nhìn về phía triệu hoành binh gật đầu nói triệu hoành binh gật đầu không có lại đi suy nghĩ chuyện này mà là cấp tốc suy tư một chút cái khác có thể trả giá cao cuối cùng cắn răng một cái cũng không để ý lý vinh đám người có đáp ứng hay không hắn làm như vậy trực tiếp quyết định nói ba cái kia thương khố không tính là Ta cho các ngươi thêm cái kích thước ngang ngàng thương khố vị trí. Ngươi xem coi thế nào, đây đã là hắn Lâm thời có thể nghĩ ra lớn nhất giá cao, những thứ khác một chốc cũng nhớ không nổi tới, quan trọng nhất là hắn căn bản không mò ra trong lòng của đối phương ý tưởng, càng không biết đối phương đến cùng nghĩ muốn cái gì. Bằng không, lần này nói chuyện với nhau tất nhiên sẽ không gian nan như vậy, cũng sẽ không khắp nơi bị động. 10 cái thương khố Mỗi cái 300 vạn phát viên đạn, cũng chính là 3.000 vạn phát, hợp thành cải trang tăng cường uy lực phía sau, cũng có cái 5-600 vạn phát, thêm lên những thứ kia đạn pháo cùng chế tạo tài liệu cùng với thiết bị, gian thành trong lòng đại thể tính một chút, gật đầu, coi như thỏa mãn, đồng thời cũng biết, cái này không sai biệt lắm cũng là đối phương lằn ranh. Bất quá đạo đức bắt cóc một chuyện còn không có tính, những vật liệu này, để cho ta xuất thủ giúp một tay, miễn cưỡng là hơi nhưng đạo đức bắt cóc một chuyện, cũng không thể cứ như vậy tính triệu hoành binh vừa mới chuẩn bị thở phào, nghe được hắn câu nói kế tiếp, cũng là chân mày cau lại, ngươi muốn thế nào, rất đơn giản, phần này lượng vật tư, sau đó lại cho ta một phần. Bằng không nha. Giang Thành hời hợt một câu, cười nói, ta muốn những quốc gia khác, đối với chúng ta cũng nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng A Triệu Hoành Binh nhãn thần lóe lên, giơ tay lên báo cho biết một cái bên cạnh ngô thiết binh cùng đường vĩ sơn đè lại nổi giận hơn lý vinh mấy người lúc này mới trầm giọng nói tốt ta đáp ứng hợp tác vui vẻ gian thành gật đầu không có nói thêm nữa trực tiếp cúp thông tin còn như những chuyện khác căn bản không cần nhiều lời đối phương tự nhiên sẽ nghe theo đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ bên này cũng dựa theo ước định giúp bọn hắn giải quyết hết phiền phức hỗn đảng quả thực hỗn đảng. Nhóm người kia chính là bắt chẹt vơ vét tài sản. Là đám người điên. Vẹn vẹn bởi vì nói mấy câu, dĩ nhiên cũng làm muốn chúng ta trả hơn ra gấp đôi đại giới. Bọn họ còn là người sao? Mắt thấy thông tin bị cắt đứt, cái kia ghi hình nghi cũng bị nhốt bế, Lý Vinh rốt cục không kềm chế được, trực tiếp tránh thoát đường vĩ đỉnh tay, chỉ vào dụng cụ truyền tin, phá đại mắng lên, xuyên mã đứt, từ sinh ra đến bây giờ, làm nhiều năm như vậy văn bộ phận quan viên, lão tử còn là đệ một lần bị người ban ngày ban mặt bắt chẹt vơ vét tài sản, đạo kiến an cũng là tức giận dị thương. Ta cũng là bình sinh đệ một lần thu người uy hiếp, Phương Văn Kiệt mặt đen lại nói, nghe xong lời của bọn họ, tiêu vui dân cuối thấp đầu, không có không biết xấu hổ mở miệng, hắn thấy, cái kia trả hơn đi ra đại giới, hoàn toàn bởi vì hắn đưa đến, bằng không đối phương cũng sẽ không làm khó dễ như vậy bọn họ càng làm cho bọn họ trả hơn ra một lần vật tư, tuy là những vật liệu này. Đối với bọn họ mà nói, liền chính trâu mất sợi lông cũng không tính, nhưng bị người lấy phương thức như vậy cấp cho mình đi, vẫn là cảm thấy đặc biệt bị khuất, đồng dạng buông tay ra, trở lại chỗ ngồi ngô thiết binh, so sánh bọn họ, đối với lần này lại một điểm không tức giận, ngược lại phi thường cảm kích đám kia thế lực, mà chứng kiến Lý Vinh đám người gián dấp. Càng nhìn không được lắc đầu trào phúng một tiếng, hành, thực sự là đàn tầm nhìn hạn hẹp gia hỏa cũng không biết các ngươi là làm sao ngồi lên bực này vị trí vốn là tức giận đào kiến an nghe xong nhất thời trận mắt ngươi nói cái gì đông ngô thiết binh giang tay ra ta nói chẳng lẽ không đúng sao ta xem các ngươi từ đầu tới đuôi thậm chí cho tới bây giờ cũng còn cảm thấy các ngươi chỉ là vì người sống sót suy nghĩ tên này thế lực cứu bọn họ đều là phải chứ sẽ không nghĩ tới người này cũng không dễ dàng mặc dù thế lực cường đại, nhưng cũng là từng bước đi tới. Bọn họ xuất thủ giúp một tay, cũng cần bất chấp nguy hiểm. Chương 490, Hí kịch xoay ngược lại. Mới vừa nhất định là quá kích động, chúng ta thiếu bọn họ một cái nhân tình, hai, ba, mặt nhật dưới, người không vì mình trời tru đất diệt, đây đều là người thường tình, tiểu trong phòng họp, ngô thiết binh quét mắt Lý Vinh đám người, có thể nói, bọn họ không có bất kỳ nghĩa vụ đi hỗ trợ huống hồ bây giờ còn khắp nơi đều là biến dị sinh vật biển tùy thời đều có thể đi ra càng nhiều hơn hổ cấp thậm chí quỷ cấp biến dị sinh vật biển xuất thủ giúp một tay ý nghĩa bọn họ đạn dược biết tiêu hao rất nhiều tương ứng thể lực cũng sẽ có rất lớn tiêu hao nếu như lúc này vừa vặn xuất hiện càng nhiều hơn hổ cấp thậm chí quỷ cấp bọn họ còn lấy cái gì đối phó bọn họ chỉ vì trợ giúp một ít vốn không che mặt người đưa tới người của chính mình tử vong thậm chí thế lực của mình xuất hiện tổn thất trọng đại thậm chí hủy diệt ai nguyện ý đi liều lĩnh tràn phiêu lưu này thiết thân xử địa nghĩ một hồi xung quanh là vô số liếc mắt không đến cùng biến dị sinh vật biển mình có thể hay không xông ra đều vẫn là cái vấn đề người sẽ trợ giúp người khác sao còn như muốn những thứ kia vật tư có thể nói hợp tình hợp lý thậm chí cũng không tính là nhiều hơn nữa cách cục phóng đại một điểm xem bọn họ muốn tới những đạn này đạn pháo làm gì Cuối cùng còn không phải là dùng để tiêu diệt zombie biến dị sinh vật biển. Cái này vô hình trung không phải cũng vì chúng ta tiêu diệt rất nhiều uy hiếp. Cớ sao mà không làm, quan trọng nhất là nhãn 110 trước ai cùng người này liên lạc với quá. Nếu như bởi vì này một lần, do đó thành lập đáng kể liên hệ, thậm chí vững chắc quan hệ hợp tác, các ngươi cố gắng nắm lại, cái này đối với chúng ta mà nói là bao nhiêu lợi ích cực kỳ lớn ta muốn đây là người khác cầu đều không cầu được cơ hội a à. cái này không cũng chính là các ngươi muốn nhất sao làm sao hiện tại toàn bộ khí hồ đồ quên mất thậm chí các ngươi có điểm thẹn quá thành giận muốn cùng đối phương đối nghịch quên người này chỉ có thể là bằng hữu không thể là địch nhân tồn tại sao lặng nhắc như tờ ngô thiết binh cái kia như pháo liên châu một dạng lời nói có thể nói những câu nói vào lý vinh chờ các loại tâm khảm của người ta bên trong để cho bọn họ dần dần thanh tĩnh lại cũng dần dần minh bạch rồi chính mình khi trước không đúng bọn họ không khỏi bắt đầu phản vấn nổi lên chính mình tại sao cảm thấy nhóm người kia nhất định phải hỗ trợ còn cảm thấy là phải liền bởi vì sao năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều câu nói kia bản thân liền bao hàm đạo đức bắt cóc chẳng lẽ chúng ta thực sự dùng đạo đức bắt cóc người khác sao mạc nhật dưới đạn dược vật tư nhất định là phi thường khan hiếm chúng ta biết dùng đến giúp đỡ người khác sao hay là đang biến dị sinh vật biển trong đám liền an toàn của mình cũng không thể bảo đảm dưới tình huống cứu người chân lý chính là đang bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống lo lắng nữa đi cứu người khác dưới loại tình huống này hiển nhiên bọn họ tự thân cũng không an toàn a à, dù cho sở hữu cái dạng nào cường đại lực lượng vừa lực cũng chỉ có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi đạn dược cũng có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi mà những thứ kia biến dị sinh vật biển đâu, lại phản phất vô cùng vô tận, càng không biết phía sau vẫn sẽ hay không đi ra càng nhiều hơn hộ cấp, thậm chí uy hiếp độ cao hơn biến dị sinh vật biển. Ai đây sẽ đi làm, có thể không phải người người đều muốn trở thành anh hùng lừng lẫy hy sinh a. À? Nhất lại là ở nơi này mạc nhật trong hoàn cảnh, còn có vật kia tư, đúng vậy, bọn họ muốn muốn vật tư làm gì? Còn không phải là vì đối phó zombie cùng sinh vật biển? chưa từng dùng để đối phó quá người may mắn còn sống sót, bằng vào bọn họ cái kia đáng sợ lực lượng, liền hổ cấp biến dị sinh vật biển đều có thể ung dung miễu sát, nếu như muốn đối phó thế lực kia. Sợ rằng càng thêm không có áp lực chút nào chứ, nhất điểm trọng yếu nhất, tự như Ngô Thiết Binh nói, cùng người này thành lập liên hệ, không phải chính là bọn họ vẫn muốn cơ hội sao, lúc này làm sao đột nhiên hồ đồ. Suýt nửa đêm cái này nước khác cầu đều không cầu được cơ hội cho đoạn đưa xong thậm chí suýt nữa theo chân bọn họ kết thù kết quán, bọn họ chẳng lẽ không muốn cùng đối phương hợp tác? Không muốn thu được bọn họ cái kia siêu việt toàn thế giới rất nhiều năm cao khoa học kỹ thuật, cùng với mở ra thần bí khóa gian phương pháp rồi sao, nghĩ A. À? Bọn họ dĩ nhiên muốn, đây là không cần phải nói, dù sao có những thứ này, zombie thanh linh sắp tới A, à, đến lúc đó, công nghiệp sinh sản gì gì đó đại quy mô khôi phục, bọn họ còn có thể thiếu điểm ấy vật tư sao, Huống hồ chính là bọn họ hiện tại cũng không thiếu về điểm này vật tư a, à. chính trâu mất sợi lông cũng không tính a, à. như thế nào xem như là thiếu đâu, nổi nóng mới vừa nhất định là quá kích động, tức ngất đầu, đào kiến an ngẫm lại, cuối cùng tổng kết nói chúng ta chưa từng thấy qua cường đại như thế thế lực, cũng giống nhau chưa thấy qua thái độ như thế thế lực, tự nhiên liền vô ý thức dùng đúng đợi người bình thường phương thức đi xem bọn hắn không sai. Bây giờ suy nghĩ một chút, người này sở hữu như vậy thế lực cường đại, thái độ như thế cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý nha. Bọn họ lại không cần dựa vào bất luận kẻ nào, lại càng không dùng kiên kỵ bất luận kẻ nào. Người nói đức bắt cóc hắn, hắn không tức giận vậy làm sao có thể đâu? Đối đãi những thứ kia người may mắn còn sống sót thái độ cũng rất bình thường a. À, bằng vào bọn họ thực lực kia, tuy là cho súng ống thể nghiệm quán giúp một chuyện chỉ là làm việc nhỏ nhưng cái này vẹn vẹn theo chúng ta, dù sao chúng ta lại không ở hiện trường, có thể tại người này xem ra, liền không phải như vậy a. À. Bọn họ còn muốn bảo tồn thực lực, đối phó càng nhiều hơn biến dị sinh vật biển a, à, xác thực, bọn họ cũng là nằm ở trong uy hiếp. Bất quá bởi vì sở hữu thực lực cường đại, cũng không có giống như súng ống thể nghiệm quán như vậy, ở đại lượng hộ cấp trước mặt, hầu như một điểm sức đánh trả đều không, nói như vậy kỳ thực bọn họ muốn những vật liệu này xác thực không coi là nhiều nữa à thậm chí chúng ta còn thiếu bọn họ một cái nhân tình đúng vậy à nếu như không phải là bởi vì bọn hắn xuất hiện những thứ kia người sống sót có thể nói chắc chắn phải chết à hiện tại bởi vì bọn họ bằng lòng hỗ trợ thì có rất hy vọng sống lại lý vinh đào kiến an mấy người ở ngô thiết binh một trận phản vấn phía sau tất cả đều tỉnh ngộ lại không chỉ có tỉnh lại mình một chút sai lầm càng nhận thức được sai lầm của mình, cuối cùng, không chỉ có không lại sinh gian thành bọn họ khí. Phản mà đối với bọn hắn sinh ra một ít cảm kích, càng cảm thấy thiếu hắn một một cái nhân tình, dù sao bọn họ bằng lòng hỗ trợ, cũng liền ý nghĩa, sông dài thành phố rất có thể sẽ không hoàn toàn hủy diệt. Tuy là như vậy xoay ngược lại, có điểm hí kịch hóa, nhưng bọn họ cũng không phải là một đám người bảo thủ, càng không phải là cái loại này biết sai lầm, còn không nhận sai chết vì sĩ diện cố chấp tỉnh ngộ nghĩ thông suốt lại thêm lấy cải chính cùng bù đắp thì tốt rồi huống hồ nơi đây trừ bọn họ ra mấy cái lại không có người ngoài cũng sẽ không có ai biết nơi đây chuyện gì xảy ra đương nhiên bị cái kia thế lực thần bí đã biết cái kia dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn là cái ngoài ý muốn là bọn hắn đánh giá thấp đối phương năng lực bây giờ tìm đến rồi vấn đề chỗ ở tắt đi ghi hình nghi cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì giữa lúc lúc này khống chế display phát hình sông dài thành phố tình huống phó quan, bỗng nhiên lên tiếng, các đức lời của bọn họ, thống suất. Bọn họ muốn ra tay. Chương 491, muốn cùng chúng ta trở thành bạn cũng không kịp, lại làm sao sẽ trở thành địch nhân đâu. Ba, ba, súng ống thể nghiệm quán chỗ, đối với gia viên đảo mấy vị thống khăn 180 độ đại xoay ngược lại thái độ, bởi vì ghi hình nghi bị tắt, sợi không biết chuyện chút nào gian thành năm người, đang ngồi ở cấp 5 xe thiết giáp trong phòng họp, nhìn lấy hội nghị trên màn ảnh truyền súng ống thể nghiệm quán tình huống. Đột 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 trầm trập chớ nhìn bọn họ không nhúc nhích, xếp thành trận hình phòng ngự xe thiết giáp đội, cũng là đang oanh kích lấy đánh tới biến dị sinh vật biển đồng thời, lần nữa khởi động, phương hướng chính là súng ống thể nghiệm quán, hắc. Mới cười chết ta, ta phản phất đã thấy bọn họ cái kia xanh mét khuôn mặt, cùng lúc đó, tứ nữ cũng ở trò chuyện mới vừa trận kia trò chuyện. Diệp Linh Tiên cười một tiếng, đúng vậy a, à, căn bản không đối với chúng ta tạo thành cái gì thực chất thương tổn, thậm chí muốn không phải chúng ta chủ động dò xét, nghe cũng sẽ không bị chúng ta nghe đến. Kết quả là nhiều lắm trả một lần đại giới, cho dù ai phỏng chừng cũng phải tức giận sắc mặt tái xanh, không có biện pháp, không biết còn chưa tính, đã biết vậy khẳng định không thể cứ tính như vậy. Bằng không lại còn coi chúng ta là có thể tùy tiện cầm nắm cùng đạo đức bắt cóc đối tượng đồng dạng là binh bộ xuất thân triệu chỉ nhu đối với lần này nhưng cũng không có cảm giác được chút nào không thỏa trước không nói hắn hiện tại đã là gian thành bên này người liền chỉ nói chuyện này liền là không đúng đâu huống hồ hắn hiện tại là gian thành người lại làm sao có khả năng không đứng ở tại bọn hắn bên này lấy góc độ của bọn hắn lo lắng nói không khoa trương bây giờ gian thành mấy người bọn hắn cũng đã là người nhà của hắn nơi đây cũng là nàng mạc nhật dưới duy nhất nhà nàng làm sao có thể có thể để cho mình người nhà chịu thiệt bị cầm nắm cùng đạo đức bắt cóc đâu bất quá nói như vậy bọn họ đến lúc đó sẽ làm phản hay không không cho chúng ta những thứ kia vật tư à tống phi tuyết bỗng nhiên có chút bận tâm diệp linh tiên khoác tay áo vậy chắc chắn sẽ không không nói bọn họ dám không phải dám làm như thế chỉ nói có thể hay không điểm ấy bọn họ liền chắc chắn sẽ không mạc nhật dưới cũng không có giống chúng ta như thế cường đại cá thể thế lực nếu có cơ hội theo chúng ta cài đặt quan hệ ai cũng sẽ không ngốc đến theo chúng ta là địch chúng ta lúc trước không có bộc lộ ra thực lực còn tốt hiện tại đã bại lộ còn bị những quốc gia khác đều thấy được nói không khoa trương chút nào chúng ta thậm chí khả năng đã trở thành mỗi cái quốc gia hương thận mô ai sẽ ngốc đến đưa đến trước cửa hương mô mô cũng không muốn triệu chỉ nhu vỗ nhẹ nhẹ tống phi tuyết bả vai giải thích một câu bao quát một bên lúc trước cũng có chút bận tâm liễu vũ khanh hiện tại cũng toàn bộ hiểu rõ ra nói theo muốn cùng chúng ta trở thành bạn cũng không kịp a à. lại làm sao sẽ trở thành địch nhân đâu tống phi tuyết nghe xong nghĩ lại dường như đúng là có chuyện như vậy nhưng triệu chỉ nhu phản phất lo lắng tống phi tuyết vẫn không có nghĩ thông suốt lại bổ sung huống hồ những thứ kia vật tư đối với bọn hắn mà nói liền chín trâu mất sợi lông cũng không tính liền nguyên do bởi vì cái này đắc tội chúng ta cũng hoàn toàn không cần thiết càng là ngu túi hành vi thậm chí ở gian thành chỗ ấy ăn một lần gầy phía sau, bọn họ biết thu liễm rất nhiều, sẽ không lại nghĩ tới chúng ta ứng với nên như thế nào làm sao rồi, càng sẽ không coi chúng ta là thành trái hồng mềm. Có thể tùy ý cầm nắm công cụ người, dịp linh tiên gật đầu, không sai, huống chi những thứ kia người sống sót mới là trọng điểm, bọn họ vốn phải là kẻ chắc chắn phải chết, bởi vì sự xuất hiện của chúng ta mới có sinh cơ hội, bọn họ thậm chí có thể sẽ đối với chúng ta sinh lòng cảm kích đâu sinh lòng cảm giác điểm ấy ta không phải xa cầu chỉ hy vọng bọn họ lý trí một điểm đừng coi chúng ta là ngốc tử càng bị tới tìm chúng ta phiền phức tống phi tuyết lắc đầu điểm ấy yên tâm đi bọn họ biết hậu quả của làm như vậy sẽ chỉ là để cho chúng ta thành vì địch nhân của bọn họ thậm chí đem chúng ta đẩy về phía địch nhân trận doanh bọn họ không có muôn như vậy một đại ba triệu chỉ nhu cho cái an tâm nhãn thần, ừm, tống phi tuyết gật đầu. Lập tức ánh mắt một lần nữa nhìn một chút hội nghị màn hình, lúc này trong hình, 13 đầu hổ cấp tra ngư đều đã bò vào căn cứ, trắng trợn tàn sát cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết càng là kịch liệt, bên tai không dứt, những thứ kia ý đồ dùng phi cơ trực thăng trốn chạy chiến đấu thành viên, kế hoạch cũng toàn bộ phao thang, bao quát chu lập mấy người, cũng đều không có chạy thoát chỉ vì đầu kia có thể phun dịp như lựu đạn một dạng quả cầu thịt khổng lồ bạch tuột liền tại sân bay phụ cận đưa tới bọn họ vừa mới tới gần không đợi tiếng nhập phi cơ trực thăng liền đưa tới sự chú ý của đối phương sau đó chút nào không ngoài suy đoán rầm rập o hoa tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía từng cái quả cầu thịt trực tiếp như liên hoàn pháo vậy từ khổng lồ tra ngư trong miệng thốt ra rơi vào lớn như vậy sân bay trung nổ tung đem phụ cận đậu phi cơ trực thăng võ trang phi cơ trực thăng dân sự toàn bộ nổ hư sạch sẽ, mà một ít không có bị nổ hư, cũng bởi vì sân bay mặt đất xi măng, bị quả cầu thịt bạo tạc cho nhấc lên từng cái hố to phá hư tẩn, đưa tới mất đi cân bằng, không cách nào cất cánh, cuối cùng không có biện pháp. Triệt để tuyệt vọng bọn họ, không muốn ngồi lấy chờ chết, chỉ có thể hăng hái phản kháng, ý đồ hợp lại ra một chút hy vọng sống, đương nhiên, lớn như vậy súng ống thể nghiệm quán căn cứ, 10 vạn chiến đấu thành viên cùng 50 ngàn đời thứ nhất xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ, mặc dù có rất nhiều đã bắt đầu buông tha, tuyển trạch chạy trốn, nhưng là có từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một vạn chiến đấu thành viên, cùng 7, 8 ngàn đời thứ nhất xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ, bọn họ lợi dụng lấy riêng phần mình bên người vũ khí, trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng, mặt như điên cuồng, liều mạng đối với cái kia tất cả nhảy vào căn cứ hộ cấp bạch tuộc công kích tới cũng không cầu đối với bọn nó tạo thành tổn thương bao lớn bọn họ chỉ cầu khả năng hấp dẫn những thứ này biến dị sinh vật biển chú ý tốt cho những thứ kia chạy trốn chiến đấu thành viên tranh thủ thêm một ít thời gian trong đó cũng không thiếu không hề từ bỏ ngăn cản ngoài tường biến dị sinh vật biển đến gần chiến đấu thành viên lúc này bọn họ cũng không để ý đạn dược tiêu hao gì gì đó hầu như bắt được cái gì hay dùng cái gì bắt được cái gì liền ném cái gì tỉ như một môn khẩu bích kích pháo, hỏa pháo, thành phòng pháo, cơ pháo các loại tháp chờ, các loại, còn như ném ra ngoài cũng rất nhiều, tỉ như bom lửa, độc khí đạn, lựu đạn chờ, các loại, nói chung là nghĩ hết toàn bộ biện pháp, ngăn cản những thứ kia biến dị sinh vật biển tới gần bước chân, tuy là cái này ở cái kia hơn 2 triệu biến dị sinh vật biển trước mặt. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đưa đến hiệu quả là tốt rồi, dù cho một chút xíu, như vậy bọn họ người phía sau, sống sót cơ hội, cũng sẽ tăng thêm một phần, may mắn, hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân, đang lúc bọn hắn nội tâm cũng tràn ngập tuyệt vọng, muốn buông tha lúc, bỗng nhiên chú ý tới gian thành bọn họ một nhóm xe thiết giáp đội. Không biết lúc nào, dĩ nhiên động rồi, đồng thời chạy phương hướng, hay là bọn hắn bên này tất. Chương 492, Giang Thành tới, hy vọng thì có một ba được cứu rồi mau nhìn cái bọc kia giáp đoàn xe động rồi bọn họ đi tới cứu chúng ta trên tường rào bản liều mạng chống cự lại biến dị sinh vật biển hấp dẫn nó nhóm chú ý lực chiến đấu các thành viên khóe mắt liếc qua chợt phát hiện bản đứng ở mấy cây số bên ngoài vẫn không động quá xe thiết giáp đội không biết tại cái gì thời gian dĩ nhiên đã hướng bọn họ bên này nhích tới gần bọn họ dọc theo đường đi tiếng súng tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, tất cả ý đồ tới gần bọn họ biến dị sinh vật biển, toàn bộ bị bọn họ ung dung giải quyết, sau đó gắn gượng, từ nhìn không thấy cuối biến dị sinh vật biển trong đám, khai xuất một con đường tới, làm như vậy động tĩnh. Không thể bảo là không lớn, dù cho hiện tại lực chú ý của bọn họ, đều ở đây cái kia 13 đầu hổ cấp cùng ngoài tường biến dị sinh vật biển bên trên, khóe mắt liếc qua vẫn thấy được, thật tốt quá. Rốt cuộc được cứu rồi chúng ta rốt cuộc kéo dài tới bọn họ xuất thủ chịu đựng a à. các huynh đệ đám kia thế lực tới giúp chúng ta mã đức may mà ta không có buông tha bằng không không đợi được bọn họ xuất thủ liền chết cũng rất tiếc nuối rốt cuộc đã tới chúng ta thật sự có cứu gia nhân của ta cũng không cần chết trên tường rào chứng kiến gian thành một chuyến xe thiết giáp đội chiến các thành viên nhất thời tất cả đều kích động có càng là mừng đến chảy nước mắt, đồng thời, cái kia một tia vốn muốn diệt hết hy vọng sống sót. Cũng một lần nữa bắt đầu cháy lậm, đồng thời thiêu đốt càng phát ra ác, trong lúc nhất thời, đối phó bắt đầu biến dị sinh vật biển tới vậy dần dần có lòng tin, không sai, vào giờ khắc này, bọn họ cái kia bản nhân mất đi lòng tin mà tuyệt vọng nội tâm, lần nữa sinh ra hy vọng, lần nữa cụ bị lòng tin, bao quát những thứ kia triệt để tuyệt vọng, ngồi chờ chết muốn buông tha hoặc là tiếp tục tại trốn chạy chiến đấu thành viên cũng bởi vì bọn họ la lên chú ý tới gian thành bọn họ dần dần tìm về lòng tin mã đức nói sớm a à. sớm biết cái này dạng lão tử liền không chạy theo chân chúng nó liều mạng tới cùng hiện tại cũng không trễ các huynh đệ nhanh cầm vũ khí lên trở lại tường vây lại cho xe thiết giáp đội kéo dài chút thời gian ô ô chờ ta thật là khổ a à rốt cuộc chờ đến lúc này chính là khởi xướng phản kích thời điểm còn có thời gian khóc mau cùng bên trên xe tăng xe thiết giáp lái xe nhân viên đâu mau đem bọn họ khởi động cùng nhau ngăn cản những thứ này bạch tuột quái vì bọn họ tranh thủ thời gian từng tiếng phấn chấn thanh âm vang lên bản tứ tán chạy trốn người đại thể đều một lần nữa bình tĩnh lại bản tuyệt vọng nội tâm cũng cùng trên tường rào những người đó giống nhau một lần nữa sinh ra hy vọng, hống, lúc này, đánh vào căn cứ 13 đầu hổ cấp bạch tuột, dường như cũng phát hiện dị thường, nhưng lúc này rơi vào điên cùng bọn họ, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, vẫn ở chỗ cũ trắng trận tàn sát phá hư phụ cận toàn bộ, nhưng mà, lúc trước những thứ kia chiến đấu thành viên đều là hoảng hốt chạy bừa, tùy tiện chạy trốn, lúc này mới dẫn đến cái chết nặng thêm. Nhưng bây giờ, bọn họ một lần nữa bình tĩnh lại, sinh ra hy vọng nhất thời lợi dụng tai nghe có liên lạc riêng mình tiểu đội thành viên, bắt đầu có tổ chức tính tách ra cái này tất cả điên cuồng bạch tù quái, cấp tốc một lần nữa về tới trên tường rào, đương nhiên, trong đó vẫn như cũ có gần một phương chiến đấu thành viên, chết ở trở lại tường rào trên đường. Nhưng này so sánh mới vừa lúc ấy thương vong đã ít hơn nhiều, mà cuối cùng trải qua thống kê sơ lược, bọn họ trải qua lần này hỗn loạn phía sau, hiện nay còn dư lại 50.000 chiến đấu thành viên, 30.000 đời thứ nhất xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ, nói cách khác, lúc này mới 10 phút không tới thời gian, bọn họ bởi vì, này 13 đầu hổ cấp bạch tuột đánh vào. Trực tiếp đưa tới tử thương quá nữa, đây là ở đại quy mô biến dị sinh vật biển, còn chưa đạt đến tường vây dưới dưới tình huống, nếu như chờ cái kia chút biến dị sinh vật biển đã tới, chỉ sợ bọn họ những người này, cho những thứ kia biến dị sinh vật biển nhét vào không đủ để nhét kẻ răng, dù sao về số lượng liền không được tỷ lệ, cái này nhìn không thấy cuối biến dị sinh vật biển. Nhưng là có 300 vạn số lượng, mặc dù trong lúc bọn họ cũng tiêu diệt một ít, nhưng dù cho thêm lên gian thành bọn họ tiêu diệt cái kia 600 ngàn, cũng bất quá mới 10 vạn không đến mà thôi, huống hồ cũng không phải là nói, 300 vạn chính là 300 vạn, biến dị sinh vật biển sẽ không lại xuất hiện càng nhiều, cái kia biến dị sinh vật biển số lượng, căn cứ gia viết dò xét. Nhưng là có mấy chục triệu khủng bố số lượng mặc dù bên này chỉ tụ tập 300 vạn, có thể phụ cận vẫn còn có A, à, lúc trước 10 đầu hổ cấp trong vòng thời gian ngắn đã bị gian thành mấy người giải quyết phía sau, những thứ kia biến dị sinh vật biển một cái liền ý thức được vấn đề, cho rằng đánh giá thấp bên này uy hiếp đẳng cấp, cái này đưa đến hậu quả chính là 13 đầu hổ cấp trực tiếp rơi vào điên cuồng, vì càng nhiều sinh vật biển chạy tới, tranh thủ thời gian, vì vậy, dù cho đã tiêu diệt gần 800 ngàn, nhìn qua số lượng vẫn như cũ tìm không thấy giảm bớt bao nhiêu không. Mà bọn họ nhân số đâu, coi như thêm lên cái kia hơn 30 vạn người sống sót, cũng bất quá gần 400.000 người mà thôi, làm sao đủ những thứ này biến dị sinh vật biển nhét kẻ răng. May mà, cái bọc kia giáp đoàn xe rốt cuộc có động tĩnh, hướng bọn họ bên này gần lại gần, nói cách khác, lần này kiên trì một cái, kéo dài thêm chút thời gian, liền thật có thể đạt được tên này thế lực thần bí trợ giúp bọn họ cũng liền thật có thể được cứu, bây giờ hy vọng đang ở trước mắt, bọn họ cũng thành công về tới trên tường rào, từng cái nhất thời mặt lộ vẻ hưng phấn một lần nữa cầm vũ khí lên. Có thứ tự đối với bên trong căn cứ 13 đầu bạch tuột quái, cùng với ngoài tường biến dị sinh vật biển, phát khởi phản công, càng nhìn không được ầm ý đứng lên, lấy hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực, đồng thời phát tiết tức giận trong lòng, ha ha ha. Mới vừa không phải truy chúng ta đuổi rất hung sao tới a. À. Gia gia ở nơi này, Mã Đức, lão tử đánh mù mắt của ngươi. Để cho ngươi phá hư phi cơ trực thăng. Đi chết đi. Ha ha. Chỉ cần chờ xe thiết giáp đội đến rồi, toàn bộ chết hết cho ta, bất quá bọn họ hiển nhiên có chút kích động hơi quá, điều này sẽ đưa đến vốn là điên cuồng biến dị sinh vật biển, càng thêm điên cuồng, tất cả 2.9 bạch tụ quái, trực tiếp huy động xúc tu quét về trên tường rào chiến đấu thành viên đồng thời một ít cụ bị viễn trình năng lực công kích bạch tuột quái. Xuất tu trung bắn ra từng cây một gai nhọn, một đoàn đoàn hữu thực tính dịch thể, trong miệng phun ra từng cái bạo tạc quả cầu thịt, một đoàn đoàn tản ra độc khí nọc độc, rơi về phía bọn họ, điều này làm cho trên tường rào chiến đấu các thành viên, nhất thời phản ứng lại, từng cái sắc mặt kịch biến, lúc này đã nghĩ chạy trốn, đáng tiếc bọn họ ở trên tường rào. Những bạch tuột đó quái hình thể lại quá lớn, dù cho ở trên tường rào cũng là được ngẩng đầu nhìn về phía những bạch tuộc đó, căn bản không chỗ có thể trốn, xong, một đám vừa mới lên hy vọng chiến đấu các thành viên, đều trận trọng mắt, cũng một cái ý thức được, bọn họ có chút tìm đường chết hơi quá, có thể giữa lúc cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ lần thứ hai rơi vào tuyệt vọng lúc. Một đạo kim sắc lôi đình lại chớp mắt gào thét mà đến không. Chương 493, Nguyên Lai cùng cái này thế lực thần bí chênh lệch, là lớn như thế a à, hai ba nói trầm muộn thanh âm vang lên cái kia ở thế ngàn cân treo sợi tóc gào thét mà đến kim sắc lôi đình rơi vào một đám lần thứ hai rơi vào tuyệt vọng chiến đấu thành viên trước mặt trên tường rào thực sự là nhất ban ngu ngốc cầm trong tay đường đao rơi xuống đất gian thành nhìn không được biểu môi nếu như không phải còn cần người này làm giải quyết tốt hậu quả công tác hắn lần này thật lười xuất thủ trực tiếp để cho bọn họ đi tìm chết tốt lắm ai bảo bọn họ đặt cái kia tìm đường chết, khiêu khích những thứ kia hổ cấp bạch tuột quái đâu. Bất quá bây giờ như là đã xuất thủ, cũng không sao suy nghĩ thật là nhiều. Mắt thấy cái kia rậm rạp chằng chịt công kích. Gần đến, Giang Thành nhãn thần bất tiết nhất cố, trên tay đao, lại bị từng chùm kim sắc lôi đình cuốn quanh, ngay sau đó đón những thứ kia công kích, mảnh địa vung lên, duy suy trong nháy mắt, từng đào kim sắc lôi đình chuyển hình quạt từ đường đao bên trên bay ra, cấp tốc tạo thành một đạo hướng ra phía ngoài khuếch tán tuyến phòng ngự, phốc phốc sở hữu từ bạch tuộc quái cái kia không chính bắn tới công kích. Hầu như ở đụng vào này đạo hướng ra phía ngoài khuếch tán tuyến phòng ngự sát na đã bị một phân hai nữa, tan thành mây khói, tất cả công kích, vào giờ khắc này đều bị gian thành tuyến phòng ngự, chống chặn lại, nói rất dài dòng, nhưng cái này một series động tác, bất quá ngay cả một giây, cũng chưa tới mà thôi, tại cái kia chút chiến đấu thành viên trong mắt, chỉ thấy một đạo kim sắc lôi đình gào thét mà đến rơi vào trước mặt bọn họ sau đó từ đó bắn ra càng nhiều hơn kim sắc lôi đình đem sở hữu công kích đỡ giúp bọn hắn giải trừ lần này nguy cơ nói cách khác thấy hoa mắt những thứ kia có thể muốn bọn họ mạng nhỏ công kích liền toàn bộ tiêu thất cùng lúc đó một cái bóng người xa lạ cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ ngăn cản chặn lại cũng cho đến lúc này bọn họ mới rốt cục phản ứng lại nhưng như trước vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được nhớ lại mới vừa thấy một màn kia hắn hắn chính là cái kia thế lực thần bí người sao mới vừa công kích cũng là hắn giúp chúng ta chống đỡ được cái này nhân loại ta cũng chưa từng thấy lại mạnh như vậy nhất định là hắn không sai mau nhìn trên tay hắn cây đao kia sáng lấp lóa nhìn một cái cũng rất sắc bén rất lợi hại dáng vẻ tuyệt đối là hắn thật tốt quá người tới của bọn hắn người của bọn họ cuối cùng đã tới. Chúng ta được cứu, phản ứng lại đám người, nhìn lấy đứng ở trước người bọn họ gian thành, từng cái vừa mới bắt đầu còn chưa tin, lúc này tất cả đều hưng phấn lên, bất quá bởi vì mới vừa ăn cái giáo huấn. Lần này bọn họ tỉnh táo chút, không còn dám đi tìm đường chết, cầm vũ khí lên, đi ngăn cản những thứ kia biến dị sinh vật biển, cái này 13 đầu hổ cấp giao cho chúng ta, Giang Thành mắt lấy nhìn bọn họ liếc mắt, đối với bọn hắn cái kia sùng bái cảm kích phản phất thấy được cứu tình ánh mắt, cũng không có nhiều lời, đơn giản bỏ lại một câu phía sau, thân hình di chuyển. Lại lần nữa hóa thành một đạo kim sắc lôi đình, biến mất ở trước mặt bọn họ, ha ha, cái này tốt lắm, 13 đầu có bọn họ đối phó, liền nhất định không thành vấn đề, không sai. Bọn họ là chúng ta phiền toái lớn nhất, có đại lão giải quyết bọn họ, chúng ta cũng có thể có thể yên tâm ngăn cản ngoài tường những thứ kia biến dị sinh vật biển, sông lên A. Vâng theo đại lão an bài. Tất cả đều theo ta sông lên A, ngăn cản những thứ kia biến dị sinh vật biển tới gần, rốt cuộc chờ, các loại, đến giờ phút này. Các huynh đệ. Chỉ cần ngăn cản ngoài tường biến dị sinh vật biển, chúng ta gia liền bảo trụ rồi. Nỗ lực lên A, chúng chiến đấu thành viên, hấp thụ mới vừa giáo huấn hưng phấn nghe theo gian thành phân lúc tất cả đều cầm vũ khí đem lực chú ý chuyển hướng về phía ngoài tường biến dị sinh vật biển chuyên tâm đối phó rồi đứng lên giờ khắc này có thể nói bọn họ chân chính trọng chấn kỳ cổ thời gian thuộc về bọn họ lực lượng cũng dần dần triển hiện ra tỉ như một chút khoảng cách hơi gần biến dị sinh vật biển đã bị một ít tiểu đội người có tổ chức lợi dụng pháo cối ống phóng rocket nhóm vũ khí tập hỏa tiêu diệt đưa tới cấp tốc tới gần căn cứ biến dị sinh vật biển đàn. Mảnh địa một trận, giết chết rất nhiều hình thể nhỏ hơn đồng loại tốc độ cũng một cái chậm lại rất nhiều, mặc dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng cũng đưa đến hiệu quả rõ ràng, không sai. Chính là như vậy, các huynh đệ nỗ lực lên A, đồng dạng thành công về tới trên tường rào đường phi, thấy như vậy một mạng, quả thực kích động lệ nóng doanh trồng, bởi vì này chênh lệch thực sự quá lớn. Liên tại 10 phút trước, Bọn họ vẫn còn ở nghĩ trăm phương ngàn kế trì hoãn thời gian, cũng không có chân chính nghĩ lấy phản kích, triển khai thế tiến công, hiện tại chân chính triển khai phản kích, bọn họ mới chỉ có chợt phát hiện, nguyên lai bọn họ hỏa lực là có thể mạnh như vậy. Đường Phi bên cạnh Quý Văn, bây giờ cũng chậm qua thần, đã không có khi trước chật vật. Tuy là kính mắt đã nghiền nát, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng, khi nhìn đến mới vừa cái kia một vòng tập hỏa hiệu quả phía sau, cũng rất là hối hận nói sớm biết cái này dạng lúc đó thì không nên tuyển trạch kéo dài thời gian mà là hẳn là tuyển trạch trực tiếp phản kích thiên hạ không có thuốc hối hận ăn lúc đó biến số nhiều lắm kéo dài thời gian cũng là phương pháp thật tốt một trong dù sao chúng ta vĩnh viễn không biết đám kia thế lực sẽ xuất thủ lại lúc nào xuất thủ thân là súng ống thể nghiệm quán thủ lĩnh chu lập ngược lại là nhìn càng thêm minh bạch mở thêm một ít nếu như lúc đó đám kia thế lực ở 003 giải quyết xong 10 đầu hộ cấp bạch tụt phía sau, trực tiếp tới giúp chúng ta, chúng ta ngay lúc đó kế hoạch cũng vẫn là rất thành công. Cũng sẽ không xuất hiện đến tiếp sau hỗn loạn tình huống, hơn nữa điều này cũng không có thể trách bọn họ, đến tiếp sau phát sinh hỗn loạn, coi như là chính chúng ta sai lầm, dù sao nhóm người kia vốn cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ trợ giúp chúng ta, đúng vậy a, à. hơn nữa bọn họ cuối cùng vẫn xuất thủ tuy là đã muôn điểm, nhưng là cũng không tính chậm, chí ít hiện nay chúng ta tổn thất. Vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng, quý văn nghe xong, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cuối cùng vẫn xuất thủ là tốt rồi, đường phi giang tay ra, không muốn ở nơi này về vấn đề tiếp tục trò chuyện tiếp, nói thẳng. Chúng ta vẫn là nhanh chóng theo chân bọn họ cùng nhau ngăn cản những thứ kia biến dị sinh vật biển A. Rầm rập nhưng vào lúc này, từng tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, bỗng nhiên từ nơi không xa bạch tuột quái đập ra tường vây chỗ lỗ hổng vang lên, lần nữa hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, để cho bọn họ bao quát phụ cận chiến đấu thành viên, theo bản năng nhìn sang, có thể không nhìn còn khá, nhìn một cái mới biết được, nguyên lai like bọn họ, cùng tên này thế lực thần bí chênh lệch. Là lớn như thế a, à, chỉ thấy lỗ hổng kia chỗ, chính là thế lực thần bí xe thiết giáp đội. Chương 494, đại lão cũng không di chuyển a à, cái kia bốn đầu bạch tuột quái là chết như thế nào ba ba ông ông kèm theo từng đợt như mảnh thú gầm thét tiếng oanh minh vang lên từng chiếc một xe tăng xe thiết giáp cấp tốc đi tới tường vây dưới sau đó chuyển hình quạt gạt ra tại cái kia bị mười ba đầu hổ cấp bạch tuột phá vỡ tường vây chỗ lỗ hỏng hợp thành một cái trận hình phòng ngự đột 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 trầm rập từng viên một súng máy đạn từng viên một đạn pháo cũng như không lấy tiền một dạng bắn đang đến gần biến dị sinh vật biển ngăn cản bọn họ nhịp bước tiến tới khiến chúng nói nhất thời không cách nào xích tới gần đây chính là chênh lệch nói không khoa trương so sánh với bọn họ cái này xe thiết giáp đội trên tường rào những thứ kia chiến đấu thành viên hỏa lực tạo thành hiệu quả cũng không cùng bọn họ một phần trăm có thể thấy được chênh lệch này là có bao nhiêu khoa trương cũng vì vậy những thứ kia biến dị sinh vật biển cũng rõ ràng thấy tốc độ của bọn họ, giảm chậm lại. Phốc 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 phốc, hàng trước biến dị sinh vật biển, càng là ở tại bọn hắn xe tăng xe thiết giáp gia nhập vào phía sau, giống như lúa mì bị thu gặt vậy, thành phiến thành phiến ngã xuống. Đây chính là súng ống thể nghiệm quán hoàn toàn không làm được, đương nhiên, cũng là cực kỳ kinh người, làm cho trên tường rào một đám thấy như vậy một màn chiến đấu thành viên, toàn bộ đều khiếp sợ mắt choáng váng, cơ mờ nờ, có muốn hay không mạnh như vậy Hơn 20 thước bạch tục mấy phát liền mang đi Hơn 50 thước liền mấy phát pháo đạn liền làm xong Cũng quá khoa trương Đây là nhân loại có thể chế tạo ra vũ khí sao Hơn 50 thước biến dị sinh vật biển uy hiếp độ Nhưng là đạt tới lan cấp ở trên A Cái kia phòng ngự một dạng đạn pháo căn bản Cũng không khả năng phá vỡ Càng chưa nói vẹn vẹn mấy phát là có thể mang đi Trên lệch A đây chính là trên lệch A. Tại bực này đại sát khí trước mặt, chúng ta những thứ kia xe tăng xe thiết giáp nhất định chính là phế liệu. Phế liệu đều cất nhắc nó. Liên thị cũng không tính A quả thực, thật tốt quá. Mạnh như vậy, có bọn họ ở cũng không cần lo lắng những thứ kia biến dị sinh vật biển biết xích tới gần, liền hơn 50 thước lan cấp biến dị sinh vật biển đều có thể ung dung mấy pháo oanh rơi, những thứ khác liền cùng không cần nói A mắt thấy theo xe thiết giáp đội đến, những thứ kia hướng bọn họ súng ống thể nghiệm quán đến gần biến dị sinh vật biển. Không chỉ có tốc độ rõ ràng giảm chậm lại, càng là tảng lớn mạng lớn bắt đầu chết đi, trên tường rào một đám chiến đấu thành viên, há hốc mồm qua đi tất cả đều kích động hưng phấn lên, liên tiếp cảm thán trên lệch đại, không có so sánh liền không có tổn hại, đồng thời cũng ở may mắn, bọn họ được cứu, cũng có hy vọng, nhưng mà, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ còn không chỉ như thế. Đang lúc bọn hắn tháng phục những thứ kia xe tăng xe thiết giáp lợi hại lúc, lại không chú ý tới, dưới bóng đêm, bốn đạo hắc ảnh đột nhiên từ xe thiết giáp trong đội trất ra, đi qua bạch tuột quái phá vỡ tường vây chỗ hỏng, tiến nhập trong căn cứ, cũng rút đau trực tiếp nghênh hướng những thứ kia thanh âm ngư quái, ngay sau đó, phốc 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 liên tiếp bốn đạo huyết nhục bị xỏ xuyên thanh âm vang lên từng đạo ngất trời cột máu trong nháy mắt xuất hiện, đưa tới trên tường rào chiến đấu các thành viên chú ý, còn không chờ bọn hắn từ xe tăng xe thiết giáp bên trên thu hồi ánh mắt, nhìn sang. Âm âm bốn đạo như đại lâu sụp đổ một dạng thanh âm, liền theo sát mà vang lên, chết, chết rồi. Vẫn là một cái chết bốn đầu, lúc này bọn họ mới, chỉ có, chú ý tới, bạn ở trong căn cứ tướng ngược 13 đầu hổ cấp bạch tụ quái. Kèm theo mới vừa tiếng sụp đổ, Bây giờ bên trong căn cứ dĩ nhiên chỉ còn lại có cửu đầu còn đứng đứng ở nơi đó, sao, làm sao có khả năng? Ta nhìn làm sao? Bốn đầu bạch tuột quái tại sao sẽ đột nhiên bạo tể, sợ dĩ mới vừa chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao làm được? Vẹn vẹn quay đầu võ thuật, liền giết chớp nhoán bốn đầu chúng ta làm sao cũng thúc thủ vô sách bạch tuột quái. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Ta bỏ lỡ cái gì? vẽn vẹn chớp mắt một cái cũng chỉ còn lại có cửu đầu bạch tuột quái nghi hoặc khiếp sợ bất khả tư nghị đủ loại tâm tình xông lên bọn họ trong lòng để cho bọn họ trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngẩn ra tên này thế lực rất cường đại bọn họ là biết đến dù sao lúc trước xe thiết giáp đội động tỉnh lớn như vậy dù cho cách mấy cây số cũng đều đặc biệt rõ ràng không chú ý đều không được còn có phía sau bị tứ nữ liên thủ giải quyết một bạch tuột quái bọn họ cũng là có chú ý tới mặc dù không biết chi tiết cụ thể, nhưng cũng biết bọn họ vốn có đối phó hộ cấp biến dị sinh vật biển năng lực, lại tăng thêm phía sau mất tích bí ẩn 10 đầu cấp bạch tuộc, thì càng để cho bọn họ cảm thấy. Người này cường đại đến ngoại hạn, có thể mặc dù như vậy, vậy cũng không có tận mắt nhìn thấy a à, có mạnh đến đâu, cái kia cũng chỉ tồn tại trong trong lòng bọn họ một cái khái niệm, cụ thể cường đại bao nhiêu, lại là làm sao làm được, cũng là không được biết rồi, hiện tại thế nào, cũng không giống nhau sự tình liền phát sinh ở bên người của bọn họ hơn nữa còn là ở trước mắt của bọn họ tuy là như trước không biết mới vừa chuyện gì xảy ra có thể cái kia bốn đầu ngược lại ở trong căn cứ áp sập vài đống kiến trúc bạch tuột quái thi thể lại thời khắc ở hướng bọn họ chứng minh người này là thật ngưu bức đồng thời cái này tận mắt thấy chấn động trong lòng cũng là một cái khái niệm không cách nào so sánh dù sao đây chính là chân chân thực thực bốn đầu bạch tuột quái thi thể A. Cũng chính là bốn đầu bọn họ làm sao cũng không làm gì được bạch tuột lạ thi thể A. Không đúng, đại lão rõ ràng vẫn còn ở trên tường rào, cũng không di chuyển A, cái kia bốn đầu bạch tuột quái, là chết như thế nào, giữa lúc lúc này, bỗng nhiên có người kinh ngạc phát hiện, lúc trước giúp bọn hắn đỡ 13 đầu bạch tuột quái công kích đại lão, dĩ nhiên như trước đứng ở tường vây cách đó không xa sát biên giới bên trên di chuyển đều không động tới, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia bốn đầu bạch tuộc là tử vong, cũng không phải là trước mắt vị này đại lão làm. Có thể trừ cái này vị đại lão, còn có thể là ai sở hữu như thế thực lực cường đại đâu, dưới cái nhìn của bọn họ, liền 13 đầu uy hiếp độ ở hộ cấp bạch tuộc quái, khởi sướng có thể nói phô thiên cái địa vậy uy lực mạnh mẽ lại dày đặc công kích. Đều có thể ung dung chống đỡ được, Dết vài đầu bạch tuộc quái, cũng tất nhiên không lại nói dưới dù sao bọn họ không biết bạch tuộc lại những thứ kia uy lực công kích thật lợi hại bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng liền bọn họ mười thước dày tường vây đều có thể đánh xuyên qua liền đại lâu đều có thể một kích đánh sập cái kia uy lực công kích có thể có nhiều sai nhưng lợi hại như vậy công kích đồng thời còn không phải là một cái hai cái mà là phô thiên cái địa kết quả đều bị đại lão ung dung đỡ được cái này vừa so sánh đại lão thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ cũng liền rõ ràng sở dĩ ở trong lòng bọn họ đã cho rằng cũng chỉ có đại lão có thể làm được điểm này mặc dù lúc trước thấy cái kia bốn cái liên thủ đối phó một đầu bạch tuộc là nữ hai tử dưới cái nhìn của bọn họ cũng tất nhiên là không làm được chỉ là kết quả vừa vặn ngoài dự liệu của bọn họ để cho bọn họ cảm thấy mở rộng tầm mắt đang lúc bọn hắn tất cả đều bị một màn này sợ ngay người lúc chiếm bắt lại cơ hội sử xuất toàn lực một kích, riêng phần mình miễu sát rồi một đầu hổ cấp bạch tuột Liễu Vũ Khanh bốn người, xuất hiện ở cái kia bốn đầu hổ cấp bạch tuột lạ trên người. Đưa chúng nó giẫm nát dưới chân. Chương 495, đại lão chỉ dùng một kích liền đem cửu đầu hổ cấp bạch tuột quái toàn bộ vết chớp nhoáng, một ba cái kia. Là cái kia bốn một cô gái, sợ trên tường rào, thấy như vậy một màn chiến đấu các thành viên, lần nữa kinh trụ. Đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới kết quả. Lúc trước đã gặp các nàng bốn một cô gái, có thể liên thủ đối phó một đầu hổ cấp tra ngư. Cũng đã rất giật mình, lúc này lại vạn vạn không nghĩ tới, các nàng chân thật thực lực, dĩ nhiên là có thể độc chiến một đầu hổ cấp tra ngư quái, đồng thời còn có thể làm được miễu sát cái loại này, nói không khoa trương chút nào, bọn họ tam quan lần nữa bị lật đổ, xe tăng xe thiết giáp lợi hại, vậy cũng có thể tiếp thu bốn một cô gái liên thủ có thể đối phó. Bọn họ không thể làm gì hổ cấp biến gì sinh vật biển, bọn họ cũng có thể tiếp thu, còn có cái kia vị đại lão dụng thần bí mật cao khoa học kỹ thuật vũ khí, thả ra phản phất kim sắc lôi đình laser vũ khí, sau khi hết khiếp sợ, bọn họ quá miễn cưỡng, cũng tiếp nhận rồi, có thể làm sao cũng không tiếp thụ được, một nữ hài tử, dĩ nhiên cũng làm có thể độc chiến một đầu hổ cấp bạch tù quái. Đồng thời còn có thể làm được miểu sát sự thực ta, à, nói như vậy, bọn họ thành cái gì, nhiều người như vậy, liền nhân gia một nữ hài tử cũng không bằng, dù cho mặt đệ 267, thay mặt thậm chí đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép, cũng không nhân gia một nữ hài tử lợi hại. Phá vỡ tam quan Không thể nào tiếp thu được, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, nữ hài tử vẫn là không bằng nam hài tử nhu nhược hình tượng không đúng vậy sẽ không gọi cô gái yếu đuối nhưng bây giờ phát sinh một màn trước mắt, rất rõ ràng một sự thật, lại hung hăng rút bọn họ một cái tác, trong lòng bọn họ cô gái yếu đuối, dĩ nhiên làm xong rồi bọn họ nhiều người như vậy, cho dù là rất nhiều mặt đời thứ nhất đời thứ hai xương vỏ ngoài trang giáp chiến sĩ, cũng không có thể làm được sự tình, thời gian. Một đám chiến đấu thành viên, không khỏi cảm nhận được một chút quể oải, thẳng đến bọn họ gặp được trong mắt bọn họ đại lão cũng chính là Giang Thành xuất thủ, mới rốt cục lần nữa khôi phục tới rồi, đối với bốn đầu đồng bạn tử vong, cái kia còn lại cửu đầu hổ cấp bạch tuột quái, hiển nhiên là tức giận phi thường, vì vậy, vốn là ở dưới bóng đêm, trừng mắt hai cái như giống như đèn lồng đỏ lớn nhỏ huyết hồng hai mắt. Lâm vào điên cùng bọn họ, trong nháy mắt hai mắt hồng quang tăng mạnh, cùng bạo cái này dạng đưa đến kết quả chính là, từng cái xuất tu toàn bộ đều nứt ra một cái miệng, điên cùng hướng gian thành vị trí vô cùng vô tận vậy phát ra từng đạo công kích vị lâm phúc phốc phốc hình ảnh kia quả thực không muốn quá đáng sợ từng cây một dài nửa mét gai nhọn trực tiếp biến thành vũ tiễn một đoàn đoàn nọc độc cùng ăn mọn dịch thể càng là giống như mưa tầm tả mưa to giống nhau đặc biệt đáng sợ sợ đến trên tường rào những thứ kia chiến đấu thành viên sắc mặt một trận tái nhợt dồn dập trốn gian thành phía sau cho dù là trong căn cứ mới vừa riêng phần mình giải quyết rồi một đầu hộ cấp bạch tuộc Đứng ở bọn họ trên thi thể Liễu Vũ Khanh bốn người thấy được cũng đồng dạng bị kinh động. Cái này công kích là ở nhiều lắm quá dày đặc, là tối trọng yếu, còn phản phất vô cùng không trung vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt. Các nàng không khỏi cũng có chút bận tâm đứng lên, chỉ là đối với Giang Thành mà nói, lo lắng của các nàng hiển nhiên là dư thừa. Chứng kiến những thứ này công kích, Giang Thành phản ứng, có thể nói theo chân bọn họ tuyệt nhiên tương phản không chỉ có không cảm thấy đáng sợ, ngược lại lộ ra nụ cười, vẻ mặt không thèm để ý dáng vẻ. Thậm chí mơ hồ còn lộ ra nhẹ nhẹ hưng phấn ý tứ, khi trước một kích, bất quá là hợp thúc trong lúc đó phát ra mà thôi, để các ngươi nếm thử một kích này, quy lực chân chính, gian thành mặt chứa ý cười, thân thể hơi trầm xuống, trong sát na, từng chùm so với mới vừa mạnh lên mấy lần. Còn có mảng xà lớn bằng kim sắt lôi đình, từ đường đao trung phóng thích ra ngoài, sau đó không chỉ có cuốn quanh ở trên thân đao, nhanh chóng hơn cuốn đầy toàn thân của hắn, nếu như quan sát tỉ mỉ, càng biết kinh ngạc phát hiện, cái kia từng chùm kim sắc lôi đình số lượng, đúng lúc là chín cái, mà mắt thấy những thứ kia công kích liền muốn đạt đến trước mặt bọn họ lúc. Cái kia chính cái kim sắc lôi đình, phản phất đột nhiên sống lại một dạng, hóa thành chính cái kim sắc cự mãn, mở ra miệng khổng lồ, lại trực tiếp đánh về phía những thứ kia công kích, ngay sau đó, chuyện không nghĩ tới, liền xảy ra, thở gấp suy suy kèm theo một trận dịch thể bị nhiệt độ cao bốc hơi lên thanh âm vang lên, cái kia 13 đầu bạch tuột quái phát ra đáng sợ lại dày đặc công kích. Lại bị cái kia chín cái cự mãn, tất cả đều cắn nuốt xuống phía dưới, bọn họ tốc độ cực nhanh, hầu như liền chớp mắt không tới võ thuật, trước mặt trên bầu trời đánh tới công kích, liền tất cả đều biến mất không thấy, đồng thời cái này còn không để yên, cắn nuốt những thứ kia công kích phía sau chính cái kim sắc cự mãn tốc độ không giảm, quy lực cũng không thấy giảm bao nhiêu. Phân biệt chạy về phía công kích đầu nguồn, cái kia tất cả hổ cấp bạch tuột quái, đối mặt một màn này, không thể nghi ngờ cũng là mộng, mặc dù bọn họ lúc này đã triệt để lâm vào trạng thái cùng bạo, lại nhìn thấy một màn này, bọn họ trong mắt hồng quang vẫn là chật lóe lên, yếu đi vài phần, nhưng chúng nó cũng không để ý công kích hay không còn hữu hiệu, càng không có suy nghĩ nhiều cứ tiếp tục phát khởi công kích, có thể sau một khắc, một cổ cảm giác nguy cơ to lớn, liền giống như là biển gầm hướng bọn họ tịch cuốn tới, làm cho dù cho rơi vào cùng bạo bọn họ, theo bản năng muốn chạy trốn, muốn rút lui khỏi nơi đây, chỉ là, cái kia chính cái kim sắc cự mãn, căn bản không cho chúng nó chút nào cơ hội, liền tại bọn họ mới phản ứng kịp, ý thức được nguy hiểm. Chuẩn bị chạy trốn, thân thể lại còn chưa kịp hành động lúc, bọn họ cũng đã bằng vào tốc độ nhanh như tia chớp, phủ xuống, oanh két nhiều tiếng giống như trời mưa đánh tiếng sấm vang lên, cái kia tất cả hổ cấp bạch tuột là thân thể giống như tao ngộ điện giật bỗng nhiên cứng đờ, một giây kế tiếp. Phốc 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 từng đạo so với trước kia bốn đạo, còn kinh khủng hơn cột máu. Trực tiếp phóng lên cao, trong nháy mắt liền nhiễm đỏ đêm này sắc bầu trời cùng đại địa, hình ảnh kia, đúng như suối phun một dạng, đặc biệt đồ sộ, nhìn nửa cái kia cửu đầu hổ cấp tra ngư quái, cả người cháy đen, đầu một cái đại cuột lông, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Cái kia giống như suối phun vậy đáng sợ cột máu, chính là từ nơi đây phun ra, khả năng bởi vì biến dị sinh vật biển huyết dịch số lượng nhiều cùng nhân loại bất đồng. Dù cho miệng vết thương một mảnh cháy đen, hiển nhiên đã bị điện giật chính, vẫn như cũ tuôn ra đại lượng huyết dịch, sợ, lần nữa khiếp sợ trận trong mắt, bọn họ cũng không biết, đây là bọn hắn ngày hôm nay lần thứ mấy bị khiếp sợ nói không ra lời. Nhưng bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, bọn họ tam quan hoàn toàn bị phá vỡ, bị thay đổi, meo meo rồi hả? Cửu đầu hổ cấp bạch tuột quái toàn bộ chấp nhoáng giết chết. Đại lão chỉ dùng một, liền đem cửu đầu hổ cấp tra ngư quái toàn bộ giết chấp nhoáng, mới vừa là ta hoa mắt sao? Ta phản phất thấy được lôi điện. Còn đem cái kia cửu đầu hổ cấp cho toàn bộ đánh chết không có hoa mắt. Ta cũng nhìn thấy. Hơn nữa cái kia lôi điện, vẫn là đại lão vung ra ngoài. Cùng lúc trước giống nhau. Chương 496, tên này thế lực, đối với chúng ta Long quốc mà nói, thực sự là một món tài sản khổng lồ, hai, ba, gia viên đảo tiểu phòng hợp, tỉnh. Như chết tỉnh, mới vừa phát sinh ở súng ống thể nghiệm quán chỗ toàn bộ, bọn họ cũng đồng dạng đi qua trinh sát máy bay không người thấy rõ ràng. Nguyên bản bọn họ cho rằng, thanh niên kia có thể một cái dết chết bốn đầu, cũng đã là nhất kiện rất bất khả tư nghị. Lại rất cực hạn chuyện, cũng cho rằng, đó là thanh niên này thực lực có thể cực hạn làm được. Lại không nghĩ đến, bọn họ lần nữa nghiêm trọng đánh giá thấp người tuổi trẻ thực lực. Hắn chỉ có thể ung dung thuấn dây bốn đầu hổ cấp bạch tuột, càng có thể thuấn dây cửu đầu. Đồng thời một bộ không cần tốn nhiều sức bộ dạng bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, cái kia chính cái giống như cự mãn kim sắc lôi đình, ở phân biệt đem một đầu hổ cấp bạch tuột xuyên thấu kích dết phía sau, quy lực ý vẫn không có giảm bớt bao nhiêu hướng xa xa bay đi, thẳng đến rơi vào biến dị sinh vật biển đàn, lại xuyên thấu bốn, năm vạn con chó sói cấp trở xuống biến dị sinh vật biển, mới, chỉ có, dần dần biến mất, đây là đáng sợ đến bực nào một kích à. Ung dung cắn nuốt cửu đầu biến dị bạch tuột quái phát ra sở hữu công kích không nói, còn đem bọn họ toàn bộ một lần hành động kích sát, cuối cùng càng mang đi bốn, năm vạn đầu phổ thông biến dị sinh vật biển mới, chỉ có, thôi, ai đây có thể làm được à, lại có dạng nào vũ khí, mới có thể làm được à. Không dám tưởng tượng, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có sử dụng tên lửa xuyên lục địa. Mới có thể làm được điểm này, càng không dám tưởng tượng, như vậy công kích, một phần vạn còn chỉ là đối phương phổ thông một kích muốn dùng tùy thời đều có thể ung dung thi triển ra đó đúng là bực nào đáng sợ à phất tay thì ung dung ném ra một phát có thể so với tên lửa xuyên lục địa công kích ai đây chịu nổi à ngưu a à? ngưu đại phát đây cũng quá mạnh đường vĩ sơn trận tròn cặp mắt nhìn mang ảnh kinh thán không thôi quả thực không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân a à? hắn một bên ngô thiết binh thuốc lá trên tay rơi trên mặt đất cũng không tự biết đồng dạng phát ra tháng phục như thế cường đại người mới vừa chúng ta lại vẫn ý đồ đạo đức bắt cóc hắn đã tỉnh ngộ lý vinh nhìn càng là sợ không thôi phải làm thì thật dùng đạo đức bắt cóc ngữ khí tới cùng đối phương can thiệp câu thông sợ thật đem nhiều hơn một cái như vậy địch nhân cường đại tới lúc đó bọn họ sợ rằng thật thành tội nhân may mắn tỉnh ngộ lại không phải vậy tạo cái này dạng một nhóm địch nhân cường đại sợ là hối tiếc không kịp a à. đào kiến an ám thở phào nhẹ nhõm nói đến chỗ này thật nhờ có ngô thống suất, nếu không phải là hắn tỉnh ngủ. Chúng ta sợ là thật muốn phạm hồ đồ, Phương Văn liếc nhìn ngô thiết binh phương hướng, đồng dạng cảm thấy một chút nghĩ mà sợ, hắn có điểm không dám tưởng tượng, như vậy thế lực cường đại trở thành địch nhân không nói, nếu như lại trở thành phiêu lượng quốc những điều kia đồng bọn, theo chân bọn họ đạt thành nào đó quan hệ hợp tác, bọn họ nên như thế nào đối mặt. Hiện tại nhưng là mạc nhật, tên này thế lực cường đại, lại đang bọn họ Long Quốc trong phạm vi, cái này như là trở thành địch nhân, trắng trợn phá hư, nói không khoa trương chút nào, khả năng thật sự không có biện pháp nào, trừ phi thừa dịp đối phương ly khai cái kia liền hạt nhân đều công không phá được cao khoa học kỹ thuật căn cứ, sưu tập vật tư lúc, dùng hạt nhân phong tỏa bọn họ tất cả lối ra. Sợ rằng mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi đối với hắn tạo thành thương tổn chứ, không sai, ngay cả là cái này dạng khả năng cũng vẫn chỉ là một khả năng nhỏ nhoi mà thôi nếu như bọn họ lại có cái cái gì phi hành loại thiết bị chuyên chở cái kia sợ rằng cái này chỉ có một khả năng nhỏ nhoi cũng tan thành mây khói đương nhiên mặc dù không có này này kia kia bọn họ còn có một cái điều kiện tiên quyết chính là hạt nhân có hay không còn có thể thành công phát xạ ra ngoài căn cứ khi trước ngắn nói chuyện với nhau bọn họ đã suy đoán ra đối phương rất có thể sở hữu máy tính kỹ thuật cao vô cùng cực kỳ người tồn tại, không chỉ có thể ung dung phá vỡ bọn họ lo can Are Network Firewall, càng có thể phá giải mở bọn họ căn cứ mây trong máy vi tính chứa đựng tài liệu bí mật. Kể từ đó, đối với nhóm người kia mà nói, phá giải hạt nhân, chỉ sợ cũng không phải nhiều khó khăn chuyện, mà cái này, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là tên này sức mạnh một trong, không phải vậy cũng không khả năng cái dạng nào cuồng ngạo theo chân bọn họ nói như vậy lời nói rồi, sợ dĩ cái nguy hiểm này, bọn họ là tuyệt không thể mạo, cũng vì vậy, đối với khi trước đủ loại thái độ cùng đạo đức bắt cóc. Cảm thấy đặc biệt nghĩ mà sợ cùng hối hận, tỉnh ngộ lại phía sau, thật cảm thấy là tất cả đều phạm vào hồ đồ, còn tốt, còn tốt, hiện tại theo chân bọn họ còn có trên lợi ích quan hệ, không đến mức quan hệ làm giữ, còn có hòa hoãn cơ hội, Lý Vinh âm thầm may mắn, ha ha, những quá đó đi không nói tỉnh ngộ lại thì tốt rồi, ngược lại hiện tại theo chân bọn họ đã nói xong. Bọn họ cũng làm tròn lời hứa, thành công hỗ trợ giải quyết rồi 13 đầu hổ cấp bạch tuộc, giải trừ súng ống thể nghiệm quán hủy diệt nguy hiểm, ngô thiết binh tính cách, bản thân liền là cái tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết người, lúc trước những thứ kia đạo đức bắt cóc nói, hắn nhìn không được, dĩ nhiên là nói thẳng một mạch ngữ đỉnh đi lên, bọn hắn bây giờ tỉnh ngộ lại. Hắn cũng không có gì đáng nói, dù sao mọi người đều là đồng bạn cũng đều là thống xuất không có thăm cừu đại hận gì đồng thời cũng đều là vì bọn họ long quốc suy nghĩ tuy là phương thức phương pháp còn chờ cải tiến thái độ vấn đề cũng nên tỉnh lại nhưng đều vấn đề không lớn nói như vậy cũng nên thực hiện chúng ta lúc trước bằng lòng cho vật liệu của bọn họ tọa độ Đường vĩ sơn gật đầu nhìn về phía triệu hoành binh phó quan đi thăm dò một cái sông dài thành phố thành phố phụ cận bên trong quân giới thương khố quy mô yêu cầu cùng sông dài thành phố còn sóc lại ba cái kia giống nhau chuyện này rất trọng yếu muôn ngàn lần không thể qua loa tìm được rồi toàn bộ phát cho ta nghe rõ ràng không không đối với lần này triệu hoành binh tự nhiên không có bất kỳ ý kiến trực tiếp giơ tay lên đưa tới phó quan phân phó xuống phía dưới minh bạch phó quan theo hắn nhiều năm như vậy còn là lần thứ nhất nghe triệu hoành binh nghiêm túc như thế bàn giao một chuyện nhất thời đã biết chuyện nghiêm trọng cao độ coi trọng, bằng lòng một tiếng phía sau, cấp tốc ly khai tiểu phòng họp, đi tra cứu tài liệu tương quan, trong nháy mắt miễu sát rồi cửu đầu hổ cấp bạch tuột. Nhìn qua còn rất nhẹ nhàng, rất có dư lực dáng vẻ, có lẽ cái này như trước không phải là cực hạn của hắn, đã bị gian thành chấn kinh rồi không ngừng lần một lần hai mấy vị thống suất. Phân phó xong phó quan đi tra cứu vật tư tọa độ sự tình, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên tường rào gian thành, suy đoán nói, này cũng không phải là cực hạn của hắn chẳng lẽ thực lực của hắn thực sự đạt tới liền quỷ cấp uy hiếp độ zombie đều có thể đối phó trình độ đường vĩ sơn nhíu mày cảm thấy không cách nào tin tưởng hy vọng đi nếu như quỷ cấp uy hiếp độ biến dị sinh vật biển đều không phải là đối thủ của hắn như vậy hỏa thế lực đối với chúng ta long quốc mà nói thực sự là một món tài sản khổng lồ ngô thiết binh từ trên bàn trong bao thuốc lá một lần nữa lấy ra một căn điểm nhãn thần sáng quắc nhìn màn ảnh trung gian thành thân ảnh, trong lòng giấy lên một ít kỳ vọng, thậm chí trong lòng bọn họ còn vì vậy trường sinh một ít mâu thuẫn ý tưởng, quả, lúc này tái xuất hiện một đầu quỷ cấp biến dị sinh vật biển thì tốt rồi, cái này dạng có lẽ là có thể biết rõ, tên này thế lực cực hạn, ở đâu? Cùng Chương 497, chính là 13 đầu hổ cấp bạch tuột quái, đối với thần minh mà nói, tính là cái gì, ba, ba, súng ống thể nghiệm quán, đối với Giang Thành miễu sát cửu đầu hổ cấp một mạch cá một mạng, đừng nói những thứ kia chiến đấu thành viên cùng gia viên đảo người, liền theo Giang Thành lâu như vậy Liễu Vũ Khanh tam nữ, cùng với Tống Phi Tuyết đều bị chấn động đến rồi. Liễu Vũ Khanh các nàng là biết liền quỷ cấp đều có thể đối phó Giang Thành, đối phó bắt đầu hổ cấp tới, khẳng định rất nhẹ nhàng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ gần 200 m hổ cấp tra ngư, tại hắn trên tay, đối phó nhưng cũng không cần tốn nhiều sức, như chém dưa thái rau vậy đơn giản. Đồng thời, đây là nhất chiêu miễu sát rất cửu đầu hổ cấp uy hiếp độ biến dị sinh vật biển. Mà không phải như vậy ba bốn đầu. So sánh một chút các nàng, bây giờ đối phó bắt đầu một đầu tới, nhưng cũng muốn ở suốt kỳ bất ý dưới tình huống, sử xuất toàn lực đánh, mới có thể miễu sát một đầu, gian thành đầu, dây cửu đầu không nói, còn căn bản vô dụng xuất toàn lực nguyên lai chúng ta với hắn chênh lệch là lớn như vậy a à, tâm tâm niệm niệm nghĩ lấy có thể đứng ở gian thành ngang hàng cao độ cùng hắn kề vai chiến đấu có thể giúp được hắn liễu vũ khanh kinh tháng không thôi gian thành nhà hơn nửa tháng trước là có thể đối phó quỷ cấp uy hiếp độ zombie hiện tại đi qua lâu như vậy thực lực lại tăng lên nữa cũng rất bình thường dịp linh tiên ngược lại là đang tháng phục qua đi bình thường trở lại không sai cũng không phải là chỉ có chúng ta ở tiến bộ hắn chính là vô thì vô khác đều ở đây tiến bộ từ huấn luyện thường ngày trung là có thể nhìn ra một hai triệu chỉ nhu gật đầu nói trong đầu còn nhớ lại bắt đầu trong huấn luyện thường ngày gian thành cái kia đối với hắn chính mình yêu cầu cao nói cũng phải liễu vũ khanh cũng trở về ức một cái liền không có nghĩ nhiều nữa ngược lại là cùng gian thành các nàng mấy người tiếp xúc không lâu tống phi tuyết bây giờ chính mắt thấy gian thành bộ phận thực lực cũng là rung động trực tiếp nói không ra lời, lần này, so với mới vừa kích sát cái kia sáu con hổ cấp bạch tuột, cho nàng chấn động, quả thực còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì, này dưới cái nhìn của nàng, có thể làm được điểm này, thực sự đã vượt ra khỏi nhân loại phạm vi, bất quá không có thời gian dư thừa cho các nàng rung động. Chợt nghe gian thành thanh âm, bỗng nhiên từ tai nghe Bluetooth trung truyền đến, tốt lắm, lớn nhất uy hiếp đã thanh trừ, trở về xe thiết giáp, làm cho gia Vít bật hết hỏa lực, dọn dẹp một chút bên ngoài tường rào biến dị sinh vật biển A, đã biết, liễu vũ khanh tứ nữ bằng lòng một tiếng, không có lại dừng lại, thu hồi vũ khí, đạp chân xuống, thân hình lần nữa hóa thành một đạo hát quan. Ly khai bạch tuộc là thi thể, về tới xe thiết giáp trong đội, còn như gian thành, cũng không nhìn phía sau cái kia một đôi giống như đối đãi thần minh một dạng ánh mắt, đồng dạng thu hồi vũ khí, ly khai, mà bọn họ, từ đầu tới đuôi một câu nói đều không nói, dùng thời gian, lại nói tiếp dường như rất dài dáng vẻ, trên thực tế cũng bất quá không tới một phút mà thôi, nói cách khác. Lần này bọn họ tiêu diệt hổ cấp biến dị sinh vật biển thời gian, so với mới vừa rút ngắn gấp 10 lần. Chân chính làm xong rồi miễu sát trình độ, cái này mang tới chấn động, không thể làm không lớn, nhưng đối với trên tường rào những người đó mà nói, đã thành thói quen, càng cảm thấy đương nhiên đứng lên, bởi vì gian thành mấy người, hiện tại ở trong mắt bọn hắn đã là thần minh một dạng tồn tại. Là thượng thiên phát tới cứu bọn họ thần minh. Cái kia chính là 13 đầu hổ cấp tra ngư quái, đối với bọn họ phàm nhân mà nói, là một đập phá đầu cũng vô pháp giải quyết nan đề, đối với thần minh mà nói, tính là cái gì, rất khó sao. Còn không phải là phất tay một cái liền làm xong. Sự thực đâu? Không phải là như vậy sao, Phúc không đến, bọn họ cũng liền dùng không tới một phút liền giải quyết chiến đấu cửu đầu cường đại đáng sợ hổ cấp tức thì bị cái kia thần minh nhất chiêu cho dây bất chính nói rõ điểm này sao bằng không không phải thần tích ai có thể làm được còn như từ đầu tới đuôi cũng không nói chuyện với bọn họ dưới cái nhìn của bọn họ thì càng thêm có thể hiểu thần minh há là ai cũng có thể nói chuyện lại có ai có thể có tư cách làm cho đối phương chủ động nói chuyện với ngươi đều không có tuy là cái này dạng có vẻ hơi cùng ngạo nhưng nhân gia dù sao cũng là thần minh cùng ngạo một chút cũng rất bình thường ngược lại không phải cùng ngạo dưới cái nhìn của bọn họ mới chỉ có không bình thường đâu thậm chí trong lòng bọn họ thượng thiên phát tới thần minh chính là như vậy chỉ điểm tay giúp bọn hắn giải quyết vấn đề cứu vớt cùng bọn chúng trong nguy nan cũng không nhiều lời càng sẽ không hướng bọn họ đòi hồi báo gì gì đó đột 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 trầm rập ở gian thành ly khai tường vây, theo sát liễu vũ khanh bốn sau đó, trở lại cấp 5 xe thiết giáp bên trên lúc, toàn bộ xe thiết giáp đội, cũng ở gia viết dưới sự khống chế, bật hết hỏa lực, hống, trong nháy mắt, hướng căn cứ vọt tới biến dị sinh vật biển, kèm theo nhiều tiếng thống khổ rít gào. Thành phiến thành phiến bị súng máy cơ pháo quét trúng ngã xuống, Thành phiến thành phiến bị ca nông pháo cơ quan pháo đạn hỏa tiễn nổ thành thịt băm, thật mạnh, nguyên lai like mới vừa còn không phải là cái này xe thiết giáp đội toàn bộ hỏa lực, quá tuyệt vời. Hỏa lực cường đại như thế, những thứ này biến dị sinh vật biển tất cả đều muốn chết, xong không tới, hiệu suất này. Sợ rằng không cần 3 giờ, còn lại hơn 2 triệu là có thể toàn bộ tiêu diệt hết chứ, ngưu bức a. Không hổ là thần linh xe thiết giáp đội, nói như thế cái này sóng biến dị sinh vật biển tập kích, thật muốn bị chúng ta chống chặn lại, trên tường rào, mới vừa còn đắm chìm trong gian thành đám người biểu hiện chiến đấu các thành viên, tất cả đều bị xe thiết giáp đội động tỉnh hấp dẫn. Nhìn sang, sau đó liền lần nữa lại chấn kinh rồi, sau đó tiếp nhị liên tam tiếng khen ngợi, liền từ bọn họ trong miệng truyền ra, nghe nửa bọn họ thanh âm cùng ngữ khí, lúc trước tuyệt vọng cùng sợ hãi tình tự minh hiển lộ đã hoàn toàn tiêu thất, triệt để đã không có trong đó thân là súng ống thể nghiệm quán thủ lĩnh chu lập bây giờ tâm tư càng là thanh tĩnh dị thường lập tức lớn tiếng ra lệnh đại gia cũng đừng nhàn rỗi cùng nhau hỗ trợ mau sớm đem biến dị sinh vật biển toàn bộ thanh trừ bây giờ thật là giải quyết triệt để nguy cơ trước mắt tuyệt hảo cơ hội nếu như bọn họ không cố gắng nắm chặt một phần vạn cái kia giống như thần linh thế lực thần bí đột nhiên thu tay lại ly khai vậy bọn họ thật có thể nói là hối hận cũng không kịp mặc dù đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất đã bị trừ bỏ có thể cái kia nhìn không thấy cuối biến dị sinh vật biển còn lại tự như vô cùng vô tận vậy bọn họ đánh tới đâu không không nói không khoa trương chỉ cần những thứ kia biến dị sinh vật biển vẫn còn ở đánh tới ngoại ý muốn tự tùy lúc sẽ phát sinh điểm ấy hắn quyết không cho phép cũng liền càng không thể ở nơi này cuối cùng run run một cái thời điểm thư giãn rồi, minh bạch rồi. Lập lão đại, ha ha, yên tâm đi, lập ca, các huynh đệ. Ta cũng là thời điểm bật hết hỏa lực, không sai. Sở hữu xe tăng xe thiết giáp xuất động. Theo xe thiết giáp đội, làm chết những thứ này biến dị sinh vật biển, trên tường rào, một đám chiến đấu thành viên hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, từng cái bưng lên vũ khí, điên cuồng đối với những thứ kia đánh tới biến dị sinh vật biển bóp lấy cò súng phát sinh từng viên một đạn và đạn pháo. Cùng lúc đó, ông ông bên trong căn cứ, sở hữu không bị 13 đầu hổ cấp bạch tuột quái phá hư xe tăng xe thiết giáp, cũng toàn bộ điều động. Sự phản kích của bọn họ, chính thức bắt đầu. Chương 498, trừ phi có thể bay, bằng không đợi bọn họ chạy tới, món ăn cũng đã lạnh. Một, ba, gia viên đảo tiểu phòng họp, mấy vị thống suất, mắt thấy súng ống thể nghiệm quán theo đám kia thế lực thần bí xuất thủ, không chỉ có giải quyết nguy cơ càng ổn định liễu cục thế chính thức bắt đầu rồi phản kích đều là đại thở phào nhẹ nhõm không có gì bất ngờ xảy ra khu vực này người sống sót xem như là bảo trụ rồi đào kiến an thở phào một khẩu khí ngồi trở về chỗ ngồi bên trên cầm lên chén trà của hắn nói rằng đúng vậy a à, cuối cùng là bảo trụ rồi tuy là bỏ ra chút đại giới nhưng có thể để cho những người này sống sót liền đều là đáng giá tiêu vui dân gật đầu phương văn kiệt búng một cái khói bụi ánh mắt nhìn màn hình cái này đã coi như là ngoài dự liệu vui mừng những thứ kia đại giới so sánh những người may mắn còn sống sót này hoàn toàn không coi vào đâu chúng ta vẫn là thiếu tên này thế lực một cái to lớn nhân tình a à, không sai những thứ này vốn là kẻ chắc chắn phải chết hiện tại còn sống chẳng khác nào cho sông dài thành phố để lại hỏa chủng lý vinh cũng nói theo hiển nhiên hiện tại quan niệm của bọn hắn đã hoàn toàn bị 15 cũ chánh qua đây, không có lại đang suy nghĩ cái gì đây vậy hẳn là, đều là đạo đức bắt cóc chi lưu ý niệm trong đầu, đông bình khu xem như là không thành vấn đề, nhìn thế lực khác tình huống thế nào a? À? đối với Lý Vinh mấy người quan niệm đại xoay ngược lại, Ngô Thiết Binh cũng không ngoài ý muốn, càng không có để ý. Hiện tại quan tâm hơn chính là sông dài thành phố cái khác mấy chỗ tình huống, trừ cái này súng ống thể nghiệm quán, sông dài thành phố bao quát binh bộ còn có bốn cái thế lực, tụ tập đại lượng biến dị sinh vật biển chứ đồng thời căn cứ tình báo số lượng còn xa siêu súng này thể nghiệm quán đường vĩ sơn nhớ lại một cái khoa tình báo hồi báo lên có quan hệ sông dài thành phố tình huống nói rằng là thêm lên bọn họ chỗ ấy lại không tên này thế lực thần bí trợ giúp ngoại trừ sông dài thành phố binh bộ thế lực cái khác ba chỗ tình huống sợ là đều không cần lạc quan a triệu hoành binh khẽ nhíu mày gật đầu nói ánh mắt hướng phó quan báo cho biết một cái, phó quan hội ý, lập tức thao khống điện não, đem cái khác mấy chỗ tình huống, cũng lần lượt phơi bày ở tại trên màn ảnh. Hống, trước tiên, là khoảng cách súng ống thể nghiệm quán gần nhất cực hạn vận động câu lạc bộ, đang vẽ mặt vừa mới cắt qua đi, từng tiếng hải dương cự thú tiếng gầm gừ, liền từ trong màn ảnh truyền ra, một cái hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong hình. Cực hạn vận động câu lạc bộ căn cứng, cùng hỗn hắc thế lực căn cứ có chút tương tự thành lập với trong nội thành lấy hơn 10 tòa cao ốc làm trung tâm lại dùng trang bị đầy đủ bùn đất thùng đựng hàng đem chu vi mấy con phố toàn bộ phong bế hình thành tường vây bất quá lúc này bọn họ tường vây đã sụp đổ hơn phân nửa đại lâu càng chỉ còn lại có như vậy hai ba tòa, những thứ khác đều bị hổ cấp biến dị sinh vật biển hủy hoại hầu như không còn thành phế tích nhìn nửa mặt đất từng của một thi thể của con người, rải các nơi, huyết dịch hầu như nhiễm đỏ đại địa, càng hội tụ thành từng cái dòng suối, có thể nói vô cùng thê thảm. Cùng súng ống thể nghiệm quán vừa so sánh với, nơi đây thật giống như địa ngục nhân gian, cái này còn không để yên, tất cả hình thể cao tới hơn 100 thước hải báo, phát ra tiếng tiếng rít gào, còn ở trong căn cứ trắng trợn phá hư tru diệt. Tan vỡ một cái, cùng sở hữu 22 con bất quá đó cũng không phải nguyên bản số lượng dù sao nơi đây cũng không có gian thành bọn họ vì vậy đánh từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền lựa chọn liều mạng đánh một trận vì vậy bằng vào sông dài thành phố binh bộ cho bọn hắn một vạn đài đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép cùng tám vạn đài đời thứ nhất xương vỏ ngoài bọc thép lại tăng thêm mười vạn chiến đấu thành viên cuối cùng ngược lại cũng bị bọn họ thành công đánh chết như vậy ba bốn đầu nhưng cũng trực tiếp đưa tới thừa ra 22 con hổ cấp hải báo sự phẫn nộ. Khiến chúng nó biến đến điên cuồng, cuối cùng trực tiếp công phá bọn họ tường vây, mang theo đếm không hết biến dị sinh vật biển, xông vào trụ sở của bọn họ. Trắng trợn phá hư tru diệt đứng lên, nhìn nửa cực hạn vận động câu lạc bộ người sống sót bên này, bây giờ đã chết tổn thương hơn phân nửa, đời thứ hai xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ chỉ còn lại như vậy 2.000-3.000 đời thứ nhất xương vỏ ngoại bọc thép chiến sĩ càng còn dư ba chục ngàn không đến, còn như thông thường chiến đấu thành viên, tử thương tuy là ít nhất. Còn dư lại gần năm chục ngàn, nhưng bọn họ viên đạn, cũng đã bởi vì hiệp trợ kích sát cái kia ba bốn đầu, tiêu hao không sai biệt lắm, bây giờ lại hoàn toàn bị biến dị sinh vật biển công phá tường vây, có thể nói, bọn họ đại thế đã qua. Cơ hồ không có bất luận cái gì hy vọng sống sót theo càng ngày càng nhiều biến dị sinh vật biển đột phá hỏa lực lưới đi qua tường vây chỗ hỏng nhảy vào căn cứ nhân viên của bọn họ thương vong cũng sẽ cực kỳ tăng thêm cuối cùng một cái tuần hoàn ác tính lại bắt đầu toàn quân bị diệt cũng liền chỉ là chuyện sớm hay muộn ai nhìn đến đây tiểu bên trong phòng họp vô luận là lý vinh mấy người vẫn là triệu hoành binh ba người đều là thở dài một cái gương mặt bất đắc dĩ bọn họ có thể làm đều đã làm nhân viên cũng phái ra đủ nhiều có thể nói đã tận lực, thế nhưng biến dị sinh vật biển số lượng, vượt xa khỏi dự tính của bọn hắn, đạt tới như thế một cái trình độ khủng bố, nói không khoa trương, như thế số lượng kinh khủng, chỉ sợ bọn họ còn có thể lại điều hành ra 100 vạn đài đời thứ hai bọc thép, cùng 10 vạn bọn họ gia viên đảo tỉ Mỹ bồi dưỡng tinh anh chiến sĩ đi qua, cũng không làm nên chuyện gì a. À. Hôm nay sông dài thành phố, thì tương đương với một cái động không đấy, phải nhiều người hơn nữa đi cũng đều chỉ là chịu chết, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn bọn họ, từng cái bị không 067 biến dị sinh vật biển tàn sát thôn vệ, hủy diệt, nếu như, nếu như đám kia thế lực thần bí, cũng có thể đến giúp đỡ một cái những thế lực này, thì tốt rồi à, nhìn trên màn ảnh đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tử vong lấy người sống sót. Lý Vinh thống khổ nhắm hai mắt lại, thở dài nói, có lẽ, có thể lại liên lạc một chút bọn họ hỏi bọn họ một chút điều kiện gì mới có thể bằng lòng xuất thủ lần nữa. Đào Kiến An theo bản năng nhìn về phía Triệu Hoành Binh, dò xét tính nói, trải qua khi trước đạo đức bắt cóc, hắn sẽ không ở nói lung tung, càng sẽ không lại cảm thấy người khác nên như thế nào thế nào. Cũng cho rằng, vẫn là Triệu Hoành Binh phương thức phương pháp, càng thêm chính xác, liền vô ý thức, muốn nhìn một chút ý nghĩ của hắn, chỉ là Triệu Hoành Binh, lúc này lại cũng trao mày, vẻ mặt thống khổ và cuốn quyết trước không nói có thể hay không mời được nửa đám kia thế lực lại muốn trả cái giá lớn đến đâu chỉ nói trong lúc này khoảng cách chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a à. tên này thế lực chỗ ở súng ống thể nghiệm quán tuy là khoảng cách cực hạn vận động câu lạc bộ rất gần nhưng này cũng có hai ba trăm km đâu trừ phi có thể bay bằng không đợi bọn họ chạy tới món ăn cũng đã lạnh sợ rằng những thứ kia biến dị sinh vật biển đã sớm rửa sạch nhai cả vỏ ly khai thì có ích lợi gì? Chương 499, trên cái thế giới này, làm sao có khả năng có nguyên nhân tồn tại? Hai, ba, không được hỏi một chút sông dài thành phố binh bộ, có thể hay không điều đi ra máy bay vận tải tới? Triệu Hoành Binh lo lắng, Lý Vinh mấy người nghĩ lại, cũng hiểu rõ ra, lúc này đề nghị, sông dài thành phố binh bộ tự thân đều khó bảo toàn, làm sao có thời giờ đi sai máy bay vận tải, huống hồ cho dù có thời gian. Trong lúc này khoảng cách, cũng là cái vấn đề lớn hoàn toàn không có khả năng thành công thứ nhất một hồi tối đa cũng liền nhanh hơn một ít tốc độ mà thôi triệu hoành binh lắc đầu trực tiếp hủy bỏ đề nghị này chẳng lẽ thực sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi sao lý vinh vẽ mặt bất đắc dĩ nói sau đó bọn họ lại nhìn những người khác thế lực tình huống kết quả cũng đều không ra bọn họ sở liệu không có gian thành tên này thế lực thần bí tồn tại cho dù là sông dài thành phố quan phương thế lực cũng đều xuất hiện tổn thất thật lớn, nhân viên thương vong vô số kể, tuy là bọn họ bởi vì sở hữu 10 vạn đại đời thứ hai hiệp tác hình bọc thép, cùng 50 ngàn đại đời thứ hai toàn năng hình bọc thép, cùng với 300. Không 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 đời thứ nhất xương vỏ ngoài bọc thép, trong chiến đấu, ngược lại cũng đánh chết 4 năm đầu hổ cấp, có thể cái kia ở 50 đầu số lượng hổ cấp biến dị sinh vật biển trước mặt, căn bản cũng không tính là gì a, à, bọn họ nơi đây không chỉ có biến dị sinh vật biển xuất hiện là nhiều nhất, hộ cấp số lượng cũng là nhiều nhất, vì vậy chỉ sợ bọn họ vũ khí hoàn hảo. Còn có nhiều như vậy xương vỏ ngoài bọc thép, thậm chí còn đánh chết 4 năm đầu hộ cấp, lại cũng chỉ có thể làm được trước mặt chống lại trình độ, không phải vậy không có những thứ này, bọn họ chỗ ở Hồng Hồ khu sớm đã bị biến dị sinh vật biển cho đạp bằng. 800 vạn số lượng cũng không phải là đùa dẫn a. À huống hồ phía sau còn liên tục không ngừng ở tuôn ra làm cho tổng số một mực tại tăng thêm thậm chí mơ hồ đuổi ngang bọn họ tiêu diệt tốc độ bọn họ có thể làm được chống lại trình độ đã rất tốt so với năm cái thế lực cái gì một cái đều làm tốt lắm sông dài thành phố quan phương bên này cũng không tệ lắm chống lại liền còn có hy vọng chứng kiến cuối cùng sông dài thành phố quan phương chỗ ở hồng hồ khu lý vinh vui mừng gật đầu Cuối cùng cũng thấy được một cái còn không có bị biến dị sinh vật biển công phá tường rào thế lực, Đào Kiến An vẫn căng thẳng khuôn mặt, hơi buông lỏng, lúc trước nơi này là tụ tập hơn 2 triệu người may mắn còn sống sót, biết được biến dị sinh vật biển gần đột kích phía sau, thành công đưa đi một bộ phận, nhưng là còn dư lại hơn 150 vạn. Cái này như thế nào cho phải a? À? Đây chính là hơn 150 vạn người a, à. Phương Văn Kiệt mặt lộ vẻ thương tiếc nói rằng nếu như lúc trước bọn họ còn không biết có phương pháp có thể giải cứu bọn họ có lẽ bọn họ thật đúng là không có như bây giờ thương tiếc nhưng bây giờ đã biết sông dài thành phố có một nhóm thế lực thần bí có thể giải quyết sông dài thành phố tình thế nguy hiểm cứu bọn họ bọn họ lại không cách nào mời được bọn họ liền cảm thấy đặc biệt thương tiếc thậm chí mỗi khi nhớ tới đều lần nữa có loại muốn đạo đức bắt cóc xung động nghĩ một chút biện pháp a à, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a à không mời nổi cũng phải mời a. À. Nhiều như vậy người sống sót, không thể thấy chết mà không cứu được a. À. chí ít chúng ta cũng muốn kết thúc nên tận nghĩa vụ a. À. Lý Vinh gõ bàn một cái nói, nhìn về phía cái khác sáu vị thống suất, nói rằng, đúng vậy a, à, có lẽ thế lực khác thời gian không nhiều lắm, có thể sông dài thành phố quan phương bên này, nhất định có thể kiên trì đến đám kia thế lực chạy tới a, à. Đào Kiến An gật đầu, tán thành nói chí ít cũng trước thăm dò một chút đám kia thế lực tận đấy, xem bọn hắn có hay không cứu dự định nha. Nếu như đối phương có điều kiện, cái kia không toàn bộ đều dễ nói sao, Phương Văn Kiệt ánh mắt nhìn về phía Triệu Hoành Binh, phản phất lần này quyền quyết định, đều cho hắn, lần này các ngươi liền không sợ bọn họ lại đòi hỏi quá đáng, Ngô Thiết Binh thấy rồi thái độ của bọn họ, không nhịn được cười một tiếng, Lý Vinh mấy người lần này cũng là không đến xỉa đến. Nghe xong hắn mà nói, cũng không lại theo hắn âm ý, mà là rất dứt khoát nói, công phu sư tử ngoạm liền mở rộng miệng a, à. chỉ cần có thể thành công làm cho sông dài thành phố quan phương bảo vệ, liền tất cả đều đáng giá, đúng vậy a, à. vật tư không có còn có thể sẽ tìm, hoặc là về sau lại để cho người đi chế tạo, nhưng những này không có người, vậy thật sẽ không có. Long quốc nhân khẩu cũng đem tương ứng giảm bớt, mạc Nhật dưới cũng không có cái điều kiện kia đi làm sinh dục a, à. lúc này liền đừng nói giỡn, đối với lần này, đường Vĩ Sơn khoát tay áo, để cho bọn họ an tĩnh một chút rồi, lúc này mới ánh mắt nhìn dưới triệu hoành binh, lão triệu, nói như thế nào? Muốn không phải lại nếm thử một lần, chỉ có thể như vậy. Triệu hoành binh gật đầu, không nói gì thêm nữa, có thể giữa lúc bọn họ một lần nữa đưa qua dụng cụ truyền tin, chuẩn bị lần nữa liên thông gian thành bọn họ lúc, tiểu cửa phòng họp, chợt bị đẩy ra, sau đó chỉ thấy một cái nhân viên văn phòng sốt ruột lật đật chạy vào thở không ra hơi báo cáo không phải không xong căn cứ dò xét đông bình khu xuất hiện quỷ cấp biến dị sinh vật biển cái gì quỷ cấp hay là đang đông bình khu bảy cái thống xuất trung sáu cái mảnh kinh dựng lên trợn tròn cặp mắt nhìn về phía hắn làm cho nhân viên văn phòng sợ đến run run một cái đông bình khu chính là súng ống thể nghiệm quán chỗ ở thành nội a cũng là cái kia thế lực thần bí xuất hiện thành nội A, à, mới vừa thật vất vả mới để cho tình huống ổn định lại, để cho bọn họ đại thả lỏng một khẩu khí. Cho rằng bên này sẽ không còn có chuyện gì, bây giờ lại nói cho bọn hắn biết, Đông Bình Khu lại xuất hiện quỷ cấp uy hiếp độ biến dị sinh vật biển, nhưng các thống soái không kịp truy cứu, lập tức hướng khống chế màn hình hình ảnh phó quan ra lệnh, điều tra Đông Bình Khu tình huống, là phó quan không dám lưỡng lự, vội vàng cắt hình ảnh đem màn ảnh một lần nữa cắt trở lại lơ lửng ở đông bình khu bầu trời điều tra máy bay không người bên trên. Cùng lúc đó, Lý Vinh mấy người hướng nhân viên văn phòng chất vấn, cụ thể chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên xuất hiện quỷ cấp uy hiếp độ biến dị sinh vật biển, ta, ta cũng không rõ ràng, phía trước chúng ta bình thường quan sát đến đông bình khu tình huống, hai đầu dáng dấp kỳ quái hải quái, lại đột nhiên xuất hiện, nhân viên văn phòng thở hỗn hển, cúi đầu thành thật nói lý vinh châu mày hắn nghe xong nhân viên văn phòng trả lời đột nhiên có loại bị chơi xỏ cảm giác bất quá cũng không lập tức kết luận mà là trực tiếp hỏi dáng dấp kỳ quái hải quái bằng vào điều phán đoán này ra bọn họ là quỷ cấp uy hiếp độ biến dị sinh vật biển sao bởi vì hình dạng của bọn nó là chương đầu bạch tụt người thân thể nói lên cái này nhân viên văn phòng trên mặt còn lộ ra tràn đầy không thể tin tưởng hiển nhiên cái này đồng dạng lật đổ hắn tam quan, đầu bạch tụt người thân thể, Lý Vinh mấy người nghe xong, đều là sửng sốt mềm. Nhân ngư, vẫn là ngư nhân, có thể trên cái thế giới này, làm sao có khả năng có loại này sinh vật tồn tại. Chương 500, Ken Ngài có mới thưởng cho đợi điều tra thu, xin mau sớm kiểm tra và nhận, ba, ba, tiểu trong phòng hội nghị, theo nhân viên văn phòng kinh người hội báo, lâm vào ngắn mũi an tĩnh, chỉ có phó quan tại cái kia thao khống điện não, đem hình ảnh cắt đến Đông Bình khu, bắt đầu tìm kiếm nhân viên văn phòng nói ngư nhân hải quái thân ảnh thanh âm, ba tháp ba tháp từng tiếng bàn phím tiếng. Bình thường tầm thường, vào giờ khắc này lại phản phất vô hạn phóng đại, làm cho một đám khiếp sợ với nhân viên văn phòng lời nói các thống soái, tất cả đều nhìn sang, cũng đang khi này lúc, một trận thao khống điện não, khiến cho đầu đầy mồ hôi phó quan bỗng nhiên động tác một trận nhìn lấy màn ảnh máy vi tính đồng tử chấn động, một giây kế tiếp, cùng nhân viên văn phòng giống nhau. Trực tiếp xác định, xuất hiện ở màn ảnh máy vi tính bên trong, chính là quỹ cấp uy hiếp độ biến dị sinh vật biển, báo cáo thống suất. Đã phát hiện mục tiêu, chỉ là hắn lại nói hết, lại ngạc nhiên phát hiện, bảy vị nhìn chầm chầm màn hình lớn thống suất, lúc này cũng toàn bộ đều ngẩn ra. Nguyên lai, like, căn bản không cần hắn nói, bọn họ đã tại trên mạng ảnh lớn thấy được. Trong hình, cũng không phải là súng ống thể nghiệm quán, mà là khoảng cách súng ống thể nghiệm quán có hơn 30 km một con sông, nơi đây tất cả biến dị sinh vật biển, đang ở điên cùng hướng trên bờ leo đi, nhằm phía súng ống thể nghiệm quán 687 vị trí, rậm rạp, phản phất vô cùng vô tận một dạng, nhưng những này, đều không phải là gây nên mấy vị thống suất chú ý địa phương. Chân chính hấp dẫn bọn họ, là sông Trung, đứng thẳng người lên hai đầu sinh vật hình người, bọn họ thân cao, so sánh những thứ kia hộ cấp biến dị sinh vật biển, có thể nói phi thường nhỏ bé, nhưng là có cao mười mấy mét, đầu chính như nhân viên văn phòng hồi báo như vậy, là một cái tiểu bạch tuộc dáng dấp, xúc tu phản phất sinh trưởng ở trên miệng từng cây một chòm râu. Quan đầu não túi bên trên còn có một đôi hầu như cùng nhân loại không khác ánh mắt, nhìn nửa thân thể của nó, dáng dấp hình người, hai tay hai chân, đồng thời liền bộ phận cơ thịt cùng đường nét đều chênh lệch không bao nhiêu như từ phía sau lưng xem thậm chí cho rằng cái này chính là một cái cánh tay trần tráng hán mà sở dĩ xác định bọn họ chính là đạt được quỹ cấp uy hiếp độ biến dị sinh vật biển xuất xứ từ với dưới chân của bọn nó dù sao bằng vào bọn họ như vậy thân cao phải không tồn tại người đứng ở sông bên trong nói không khoa trương sông dài thành phố tùy ý một cái gian hà chiều sâu đều chí ít vượt lên trước 10 thước, mà cái này hai đầu chỉ có cao mười mấy mét quỷ cấp, lại người đứng ở sông Trung, hơn nữa còn là sông Trung ương, cũng không phải sát biên giới. Dĩ nhiên là càng không thể nào, cái kia làm sao làm được đâu. Rất đơn giản, dưới chân dĩ nhiên mỗi cái đạp một đầu hổ cấp bạch tuột. Thảo nào nhân viên văn phòng liếc mắt là có thể nhận ra, triệu hoành binh cái thứ nhất từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhưng như trước có chút cảm thấy tháng phục, liền hộ cấp biến gì sinh vật biển đều có thể như thế dễ bảo. Xác thực cũng chỉ có quỷ cấp có thể làm được, Lý Vinh gượng cười nói, nhưng vì cái gì bọn họ cũng đứng tại cái kia vẫn không nhúc nhích đâu. Đồng thời còn một cái xuất hiện hai đầu. Căn cứ quỷ cấp zombie tập tính, không phải đều là độc lai độc vãng sao, đào kiến an sau khi lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nghi ngờ khả năng này chỉ nhằm vào zombie. Cũng không áp dụng vu hải dương sinh vật phương văn kiệt nhãn thần ngưng trọng cái này như thế nào cho phải a à? quỷ cấp biến dị sinh vật biển còn một cái xuất hiện hai đầu chẳng lẽ thật vất vả chứng kiến hy vọng đông bình khu vẫn là khó thoát hủy diệt sao rất lâu không lên tiếng tiêu vui dân vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn lấy màn hình lớn bất đắc dĩ nói nếu như đám kia thế lực thực sự như chúng ta suy đoán giống nhau liền quỷ cấp cũng không nói chơi đối phó có lẽ liền còn có hy vọng Ngô Thiết Binh cũng khó lộ ra một vệt lo lắng thần sắc, kết quả là còn là muốn dựa đám kia thế lực sao? Có thể mỗi lần xuất thủ, bọn họ còn có dư lực, sẽ giúp sông dài thành phố quan phương bên kia sao? Đường Vĩ Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một lần nữa dời đến bên cạnh bọn họ dụng cụ truyền tin. Cũng chỉ có thể như thế a, à, giờ khắc này, Triệu Hoành Binh cảm nhận được một cổ sâu đậm cảm giác vô lực, lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ tại chính thức cường đại sinh vật biến dị trước mặt là bực này vô lực cứu vớt người sống sót còn phải đi ỉ lại người khác càng phải trả một cái giá thật là lớn mặc dù những thứ này đại giới trả giá đi đều là đáng giá nhưng nếu như chính bọn hắn là có thể làm được làm sao cần phải đi ỉ lại người khác làm sao cần phải trả giá giá thật lớn thậm chí còn muốn bị người cầm nắm ăn nói khép nép xem người khác sắc mặt nói súng ống thể nghiệm quán căn cứ tường vây chỗ lỗ hổng. Đột 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 trầm rập, từng chiếc một xe tăng xe thiết giáp súng pháo, vẫn không có dừng lại, ở trắng trận tru diệt tập kích tới biến dị sinh vật biển. Bao quát trên tường rào những thứ kia chiến đấu thành viên, cũng là như vậy, cầm mỗi người bọn họ vũ khí, tận lớn nhất hỏa lực, điên cuồng giờ sợ lấy, ngược lại là trở lại cấp 5 xe thiết giáp bên trong gian thành 5 người, so sánh bọn họ, lúc này cũng là đặc biệt nhàn nhã thậm chí có thể nói khác nhau trời vực, uống trà uống trà, lau vũ khí lau vũ khí, làm bữa ăn khuya làm bữa ăn khuya. Cuộc chiến đấu này, tuy là bọn họ hành động ngắn, nhìn qua dường như không có gì tiêu hao giống nhau, nhưng các nàng ban ngày nhưng là đã tại bên ngoài sưu tập một ngày vật tư, thể lực tiêu hao mặc dù không lớn, về tinh thần cũng là có rất lớn tiêu hao, may mà bọn họ có cấp năm xe thiết giáp, nghỉ lúc nghỉ ngơi, tùy thời đều có thể nghỉ ngơi còn như ngoại giới biến gì sinh vật biển. Giao cho Gia Viết khống chế xe thiết giáp đội đi tiêu diệt thì tốt rồi, Phi Tuyết tỷ, cơm nước xong chưa? Thật là đói a, à, bên trong phòng họp, Liễu Vũ Khanh đem đường đao tùy ý để ở một bên, dựa vào ở trên ghế salon ăn hoa quả lóc lấy cái bụng. Lại nói tiếp đây coi như là bữa ăn khuya, trên thực tế các nàng lúc trước liền cơm tối đều là không có thời gian đi ăn, chạy tới nơi này dọc theo đường đi không chỉ cần phải tiêu diệt sinh vật biển, còn muốn chống đỡ thi triều vây quanh, căn bản không thời gian đi làm, cũng liền hiện tại, trợ giúp súng ống thể nghiệm quán tiêu diệt bộ phận biến dị sinh vật biển trong lúc, mới có thể nhín chút thời gian đi làm một điểm, lập tức tốt lắm, liền thừa lại quả ớt xào thịt cùng xào tôm hùng nhỏ hai món ăn, làm xong là được rồi. Cùng dịp linh tiên ở tại trù phòng vội vàng tống phi tuyết, nhìn một chút bên cạnh nguyên liệu nấu ăn, trả lời, có quả ớt xào thịt cùng tôm hùm nhỏ a à, ta yêu nhất liễu vũ khanh hai mắt sáng lên nước bọt suýt nữa đều chảy ra làm cho một bên gian thành nhìn một mạch lắc đầu hôm nay liễu vũ khanh nào còn có trước đây bộ kia thanh thuần giáo hoa dáng dấp bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường đã trải qua nhiều như vậy không có một chút thay đổi đó mới là không bình thường ken ngài có mới thưởng cho đợi điều tra thu xin mau sớm kiểm tra và nhận bỗng nhiên một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, làm cho hắn sửng sốt, mới thưởng cho. Chẳng lẽ dết biến dị sinh vật biển, thật là có thủ sát thưởng cho hay sao? Giang Thành ngạc nhiên nghĩ lấy, lập tức đem lực chú ý nhìn về phía hệ thống thưởng cho nhật ký.